Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng vào mỗi buổi tối thứ sáu hàng tuần. Và như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có 3 nội dung chính như sau. Phần thứ nhất thì Hùng Lê cùng với các anh chị em của chúng ta sẽ đi view lại điểm qua các cái danh mục, các cái mã cổ phiếu khá là căn bản mà chúng ta đã có một cái chiều dài phân tích trong thời gian vừa qua. Đặc biệt ở tuần này thì chúng ta sẽ nhấn mạnh đến nhóm thép, nhóm dầu khí, nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán. Phần thứ hai thì chúng ta sẽ cùng nhau view lại các kịch bản phân tích tuần, tình hình thị trường trong tuần vừa qua, tức là tuần video số bản tin 132, để chúng ta xem các cái diễn biến chính ở của bộ ba chỉ số thị trường, gồm có chỉ số VN Index, VN30 và chỉ số phái sinh ở trong tuần vừa qua. Và phần cuối thì Hùng Lê cùng các anh chị chúng ta sẽ có một vài các cái góc nhìn, một vài các cái nhận định về xu hướng thị trường ở trong cái tuần tiếp theo, để chúng ta đánh giá xem thử là cái xu hướng của thị trường như thế nào, ý đồ tạo lập của thị trường ra sao, và liệu chúng ta có thể có được có những cái hành động như thế nào với thị trường ở trong cái thời điểm hiện tại. Thì đấy sẽ là ba cái nội dung chính của bản tin video số 133 buổi tối ngày hôm nay. Thì phần thứ nhất thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào nội dung chính, đó là chúng ta sẽ đi view các cái danh mục cổ phiếu. Đối với họ cổ phiếu nhà VIX thì trong thời gian vừa qua cũng như trong tuần vừa qua thì chủ đạo là VIX bám biên ở vùng 73.5, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Với tín hiệu kết tuần như thế này thì khả năng tuần tới VIX sẽ có những cái tín hiệu giao dịch kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 72 đến vùng 72.5. Nhìn chung thì giai đoạn vừa qua họ nhà VIX cũng không có nhiều các cái đóng góp cho thị trường và chủ đạo là đi ngang và tích lũy. Đối với Vinhome, sau một cái nhịp tăng khá là tốt từ vùng giá 60 và lên được khoảng vùng 70 đây thì sau đó thì Vinhome gần như là bắt đầu đi chỉnh giảm, và cái nhịp chỉnh giảm này của Vinhome ở trong tuần vừa qua thì Vinhome đã bị rơi ra khỏi vùng 63. Với tín hiệu này thì Vinhome đang khá là yếu. Khi anh chị nhìn thấy ở đây đường MACD đang cắm đầu đi xuống như này thì về cơ bản xu hướng chủ đạo là các cái cổ phiếu nó sẽ đi ngang tích lũy hoặc là nó sẽ thiên về kịch bản giảm điểm. Với tín hiệu của Vinhome thì tuần tới khả năng là Vinhome sẽ cán lại ở khoảng quanh vùng 60, chúng ta sẽ đánh giá thêm ở cái vùng hỗ trợ cái tuần này. VRE nhìn chung thì trong ba mã cổ phiếu của nhóm ngành VIX thì VRE hiện tại thì đang có những cái tín hiệu kỹ thuật khá là ổn. Tuần vừa qua thì VRE chủ đạo đi bám biên ở quanh biên 28.5 và vùng biên hỗ trợ kỹ thuật ở đây thì vùng 27 đến khoảng vùng 27.5. Mục tiêu thì tuần tới có thể VRE sẽ quay trở lại vùng 30 đến khoảng vùng 31. Vinamilk trong cái quá trình vừa qua thì Vinamilk cũng đã rơi vào một cái nhịp chỉnh giảm rất là dài, và đến thời điểm hiện tại thì Vinamilk đang có những tín hiệu khá là tốt khi nó đã hình thành được một cái mô hình V kép nhìn khá là ngắn gọn ở đây xung quanh vùng 64 đến khoảng vùng 64.5. Trong tuần cũ thì Vinamilk cũng đã test lại cái vùng 64-64.5 tương đối thành công, và trong tuần giao dịch này thì Vinamilk đã quay trở lại ở vùng hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 70 và tín hiệu kết tuần thì đang tương đối là ok. Ngắn hạn chúng ta sẽ có vùng kháng cự ở đây là vùng 73-73.5, và với tín hiệu lực cầu đi như hiện tại thì nhịp này Vinamilk chúng ta sẽ hướng về quanh khoảng vùng 76. Khỏe hơn chúng ta sẽ có ở khoảng vùng 77 đến khoảng vùng 78 của nhịp này là khả thi. Ở VDC nhìn chung thì tạo lập đã neo giữ khá là tốt cổ phiếu VDC, mặc dù là cái kết quả kinh doanh thì chúng ta biết rồi, trong cái thời gian dịch bệnh thì VDC đã gặp khá là nhiều khó khăn. Nhưng tạo lập vẫn giữ được những cái vùng giá rất là cao, cụ thể là trong những cái tuần giao dịch vừa qua ở quanh vùng 122. Trong tuần này thì VDC đã công lại lên được cái vùng kháng cự 131.5 đến khoảng vùng 132, và cũng có lưu ý với các anh chị là tại cái vùng này thì VDC sẽ có những cái điểm kháng cự ngắn, do đó thì nó sẽ có cái sự rung lắc nhất định ở đây, và chính cái sự rung lắc này thì nó sẽ đưa cổ phiếu VDC có hai vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh vùng 127.5, thậm chí điểm sâu hơn thì có thể tính toán ở quanh vùng 125 đến khoảng vùng 126. Nhưng về căn bản thì tuần tới thì khả năng VDC sẽ có thêm những cái điểm test kỹ thuật ở quanh vùng này và chúng ta sẽ đánh giá thêm. SKG nó cũng đang có những cái dấu hiệu phục hồi trên cái tín hiệu gọi là kích cầu lại cái hoạt động du lịch và dịch vụ tại đảo Phú Quốc, và các cái tuyến tàu cao tốc thì nó sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi mà dịch bệnh được kiểm soát các anh chị.
Và tất nhiên nó cũng sẽ có một cái yếu tố về mặt kỹ thuật, đó là hiện tại giá xăng đang khá là cao. Chính vậy nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái bút toán về lợi nhuận và doanh thu của Superlâm Kiên Giang. Còn trên góc độ kỹ thuật thì trên góc độ căn bản thì cái kế hoạch lợi nhuận của năm 2022 là đã đặt kế hoạch là thoát lỗ so với cái báo cáo tài chính của năm 2021. Còn trên cái góc độ kỹ thuật thì ở đây thì cũng đã đưa cho anh chị một góc nhìn ở quanh vùng 16, đó là vùng kháng cự, vùng hỗ trợ kỹ thuật. Ở đây đó là vùng 13 đến khoảng vùng 3.5. Đó anh chị, thì khi mà cổ phiếu bật về đây thì chỉnh về đây thì cổ phiếu có những nhịp bật lại đây. Chính vậy nên là chúng ta sẽ canh để chúng ta gom ở những cái điểm hỗ trợ kỹ thuật này, và có thể về đến vùng 16 thì chúng ta có thể chốt ngắn bớt đi một phần. Đó thì tạm trong cái giai đoạn mà thị trường khá là khó khăn thì chúng ta sẽ đánh ở trong những khoảng ngắn như vậy. Còn khi mà thị trường đi vào một cái quỹ đạo ổn định thì Lê tin chắc rằng là Superlâm Kiên Giang sẽ đánh break vùng 16 để chúng ta có một cái trend kỹ thuật nó dài hơi hơn. Ok. Em Mansan, nhìn chung thì Mansan ở trong tuần vừa qua thì Mansan không có quá nhiều các cái yếu tố đột biến, và nó chủ đạo là bám biên ở quanh vùng 110. Ở phiên kết tuần thì nó 111, và phiên kết tuần thì nó đang bị mất ở vùng 111 này. Nhưng mà cái khả năng á, thì sang tuần tới thì cái biến động mạnh của Mansan nó cũng sẽ chưa có nhiều, và chủ đạo thì chúng ta vẫn sẽ bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật của Mansan ở quanh vùng 111. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu trụ và các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành bảo hiểm. Thì đối với BVH trong tuần vừa qua thì BVH đã chính thức đạt lại cái vùng kháng cự 56.5 ở đây. Đây là vùng kháng cự các anh chị. Và đối với cái vùng kháng cự này thì khi mà cổ phiếu gặp vùng kháng cự đây thì nó sẽ có cái sự rung lắc nhất định ở trong nhịp cũ, và cái nhịp này nó cũng như vậy. Trong tuần thì chúng ta cũng có nói đến cái vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh vùng 54. Tuy nhiên điểm 54 này bị phá vỡ thì như vậy là xu hướng nó sẽ quay trở lại vùng 51 đến khoảng vùng 52 ở đây. Đó. Thì tuần tới thì các cái tài khoản mà chúng ta đang cầm BVH chúng ta có thể ăn thêm ở quanh vùng 51 đến khoảng vùng 52. Mục tiêu thì chúng ta lại công lại vùng 56, và nhịp này thì đang hướng cái target của BVH về khoảng quanh vùng 59.5 đến khoảng vùng giá 60. BMI ở trong tuần vừa qua thì BMI cũng đang có những cái tín hiệu giao dịch rất là đẹp, đúng không anh chị? Ở quanh vùng 28.5 đến khoảng vùng 29.2. Mà nhìn về mặt kỹ thuật thì BMI thứ nhất là thanh khoản đang ở mức khá là thấp này, thì nó sẽ có cái xu hướng chủ đạo đó là xu hướng tích lũy nền. Và với tài khoản cầm thì chúng ta có thể canh ở quanh cái vùng 28.5. Mục tiêu ở trong nhịp này thì sẽ công lại vùng 32, sau đó thì sẽ hướng vùng 35, đó là về lại cái vùng đỉnh cũ. MIG thì sao chia các anh chị, đây là đã tính toán ở cổ phiếu sao chia. Thì chúng ta đã nói rằng là vùng 27-27.3 trước chia là xuất hiện những cái dòng tiền lớn đánh cổ phiếu MIG. Thì sau chia thì nó sẽ rơi vào khoảng vùng 22.5 đến vùng 23. Tức là vùng hỗ trợ này là vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là mạnh, theo quan điểm Hùng như vậy. Ở trong tuần vừa qua thì MIG có chỉnh cung. Tuy nhiên là nó cũng chỉ về được đâu đó khoảng dưới vùng 23.8 một tí. Và nó bắt đầu có cái tín hiệu bật lên. Vậy thì với những cái tài khoản mà anh chị cầm MIG thì chúng ta cũng không cần quá phải vội vàng, bởi vì thông thường một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật đó, nó sẽ còn có những cái nhịp đảo lại đó. Vậy thì tuần tới thì khả năng nó sẽ có thể có những vùng 23.8 đến khoảng vùng 24 cho chúng ta mua, rồi sau đó thì chúng ta có đặt chờ vùng 22.5 đến khoảng vùng 23. Cái cách gom cổ phiếu là như vậy, và khi cổ phiếu đã đạt những cái tín hiệu gọi là long mạnh như này thì chúng ta tuyệt đối chúng ta không nên đua xanh, và chúng ta sẽ ke ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật các anh chị để chúng ta gom. PVI thì đang lặn lội, chưa ổn. Đoạn nhịp này PVI đánh hơi kém. Vùng kháng cự ở đây vùng 53, vùng 54, vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây là vùng 47, vùng 48 thì chờ thêm thôi, chờ thêm để chúng ta có thêm cái sự đánh giá. Phân tích một số các cái mã cổ phiếu trụ đồng thời nó chính là cái ngành bán lẻ. Thì đối với PNG trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì PNG có một phiên giao dịch tương đối là kịch tính, khi mà gần như toàn phiên sáng và sang đến tận phiên chiều thì PNG đã có một cái lực chỉnh rất là mạnh, và chỉ có đến lúc cái khoảng tầm độ 13:45, tức là lúc đấy là bắt đầu phân tích một cái nhịp hồi của phái sinh, và khi đó thì tất cả các mã cổ phiếu trụ bắt đầu đồng loạt hồi, và trong đó có PNG. Thì PNG chúng ta đã nói đến cái vùng ở đây, các anh chị ở đây là vùng bao nhiêu ạ? Vùng 129.5, tức là quanh vùng 130. Đây là cái vùng kháng cự rất là mạnh, đúng không ạ? Đây là vùng kháng cự rất mạnh. Và khi chạm về vùng kháng cự này thì hành động của chúng ta là gì? Có cổ phiếu chúng ta chốt bớt.
Đây, ví dụ như vậy ở bên này thì ở đây cũng như vậy. Đấy cũng đã khi đã có đến 4 phiên mà PNG không thể vượt thoát được vùng 130, điều đó chứng tỏ rằng đây là một cái kháng cự rất là mạnh ở đây. Tuần tới phiên này có một cái nến rút chân, nhưng trên góc độ kỹ thuật thì khả năng tuần tới sẽ có quay lại ở quanh vùng 125 để có thể đánh giá thêm. Có hàng thì nói chung là gãy 125 thì nên chốt. Giữ được 125 thì cầm lại, còn gãy 125 thì chúng ta nên chốt bớt. Bởi vì câu chuyện là khi nó mất 125 rồi, tuần này nó rất là may, phiên này là phiên rút chân, nhưng mà ví dụ như có những trường hợp như này, khi nó mất ở vùng 125 ở đây, đấy thì chúng ta sẽ kéo sang đây đó, thì như vậy nó sẽ chỉnh khá là sâu, tức là nó chỉnh về cái vùng hỗ trợ rất sâu ở vùng 110-112 đó. Thì như vậy là thay vì cái câu chuyện là chúng ta tiếp tục ôm thì chúng ta có thể chốt bớt một phần đây và về đến vùng 110-112, thì ở đấy chúng ta lại có thể có một cái dòng tiền chủ động để chúng ta có thể gom thêm cổ phiếu ở vùng này. MVG sao chia thì đối với MVG chúng ta đã nhìn quan sát ở đây rất là rõ ràng đây rồi, vùng 79 đến vùng 80 là vùng kháng cự rất mạnh, và bản thân thì khi mà cổ phiếu lên đến vùng này thì cũng đã có những cái đường chỉnh giảm đỏ đây để báo hiệu với các anh chị là về đến vùng đó thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ dừng các vị thế mua, có cổ phiếu chúng ta sẽ canh chốt. Ở tín hiệu kỹ thuật thì trong phiên ngày hôm nay thì MVG đã chạm về điểm dưới, tức là vùng 69 ở đây, biển dưới của cái điểm biên hỗ trợ này vùng 69 và có rút chân lên. Tuy nhiên với quan điểm kỹ thuật ngắn hạn thì lực rút chân này là nó là chưa đủ lớn, chính vậy nên là khả năng sang tuần tới thì MVG sẽ có những cái điểm test kỹ thuật lại quanh vùng 68-69 đây. Trong trường hợp nếu như MVG bị thủng vùng 69 và nó có cái tín hiệu kỹ thuật mà không lấy lại vùng 69 thì xác suất cao trong nhịp này MVG sẽ quay về lại quanh vùng 64 đến khoảng vùng 65, và nhìn về mặt ý đồ thì khả năng cao là MVG về đến vùng này rồi nó mới tích lũy tạo nền. Thì nó sẽ hợp lý về thế trận. Em PET ở đây thì nó đang đi theo một cái hình răng cưa, trong đó biên hỗ trợ kỹ thuật của PET chúng ta có thể tính toán ở trên kênh xu hướng, đó là ở quanh vùng 33 đến khoảng vùng 35 và biên kháng cự trên của nó là vùng 40. Thì tạm thời ở trong cái giai đoạn ngắn này thì PET sẽ đi ở trong một cái biên nhỏ hẹp như này trước khi mà nó phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. DGVK DigiWorld là chia cổ tức đây. Những cái hình vẽ trên này thì bây giờ là chia cổ tức xong thì giá nó tụt xuống. DigiWorld chia cổ tức. Và hình như có phát hành thêm. Đó, và sau khi chia cổ tức và phát hành thêm thì chúng ta sẽ ngắm lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là vùng 62, vùng 63, sâu hơn sẽ là vùng 50 đến khoảng vùng 51 ở đây. Ở góc độ kỹ thuật thì tuần tới các tài khoản mà chúng ta cầm, chúng ta có thể quan sát thêm cái vùng hỗ trợ ở đây, vùng 62 đến vùng 63 này là một cái vùng hỗ trợ tương đối là quan trọng. Trong trường hợp mà giữ được thì như vậy là chúng ta cứ cầm, còn nếu thủng cái vùng này thì có thể chốt bớt để có thể về cái vùng 50-51 ở đây chúng ta gom thêm. Bởi vì trên góc độ kỹ thuật khi mà DigiWorld mà bị phá vỡ cái vùng 63-62-63 này thì cái xu hướng chủ đạo của nó là nó sẽ đi về cái vùng hỗ trợ sâu ở dưới này, đó vùng 50 là vùng 51. Ô tô hàng xanh, đối với ô tô hàng xanh thì trong thời điểm hiện tại thì nó vẫn đang trong quá trình tích lũy nền rất đẹp, phải nói là như vậy. Từ cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, đó là vùng 17 đến vùng 17.5, và trong tuần vừa qua thì ô tô hàng xanh có hai điểm test lại ở quanh vùng 18.3 chính xác, hai điểm, đó là phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày hôm nay là hàng xanh có test lại ở vùng 18.3. Và vùng kháng cự ở đây đó là vùng 20, thì trong ngắn hạn hàng xanh sẽ đi ở trong biên 18.3 đến khoảng biên 20, và chúng ta chờ đợi một cái tín hiệu kỹ thuật khi mà hàng xanh có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn và hàng xanh có thể break được cái vùng 20, và ngắn hạn thì chúng ta sẽ ngắm đến vùng kháng cự 24 và chờ cái tín hiệu thị trường nó tốt hơn và nó ổn định hơn thì khi đó chúng ta có thể tính toán thêm ở các cái vùng kháng cự ở vùng 27. Và đối với yếu tố tạo lập của hàng xanh thì khi hàng xanh đánh thì nó đánh khá là nhẹ nhàng. Đó, các anh chị có thể nhìn thấy đây là những cái trang kỹ thuật rất là nhẹ, và nó đi thì nó thường đi theo hình răng cưa, tức là nó có thể kéo khoảng tầm độ 2 đến 3 phiên và sau đó nó lại chỉnh giảm khoảng 2 đến 3 phiên. Cái cách đi của nó là như vậy, reject như vậy, và cái quá trình đi của nó thì nó cũng đi khá là nhẹ nhàng. Thì ở trong cái thời điểm hiện tại đây, các anh chị có thể nhìn đây, sau một nhịp chỉnh giảm thì nó có một nhịp lo ngắn và nó test lại cung, đó nó test lại cung ở cái gần đến cái vùng đỉnh, vùng đáy cũ ở bên này,
và sau đó thì nó hình thành một trend kỹ thuật tăng. Thì ở thời điểm hiện tại như vậy, nó đã có một nhịp long nháp lên đây và nó cũng đang có một cái nhịp test trả lại cung ở cái vùng gần cái vùng đáy bên này, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà chúng ta cứ túc tắc chúng ta cứ gom dần cổ phiếu. Ok các anh chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một cái nhóm ngành tương đối là quan trọng và cũng khá là phổ biến, đó là nhóm ngành thép. Thì đối với hiện tại giá thép thế giới sau một nhịp chỉnh cung thì nó bắt đầu có tín hiệu phục hồi. Và ông có nói rằng là đối với nhóm thép ở trong nước thì nó cũng sẽ đi dò đáy. Đó các chị, nó sẽ đi dò đáy cùng với cái xu hướng của nhóm thép thế giới. Vậy thì cái quá trình dò đáy thì chúng ta sẽ làm gì? Thứ nhất là khi mà dò đáy thì chúng ta cũng có thể dò đáy theo cổ phiếu và dò đáy theo thị trường. Và chúng ta dò đáy có cơ sở các anh chị, có cơ sở. Vậy thì bây giờ cơ sở ở đây là gì? Đó là chúng ta đã có phân tích ở vùng 20.7. Và trong các bản tin tuần vừa qua thì cũng có nói đến biên 22. Biên 22 và biên 22 đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng của Hòa Phát trong tuần vừa qua. Và chúng ta có biên 21.5 thì có hai lần ở trong tuần thì Hòa Phát đã có test về biên 21.5 và bám biên 22 rất đẹp. Vậy thì đây chính là cái cơ sở để giúp cho Hòa Phát nó sẽ đi cái hình răng cưa, hình xéo khoai. Các anh chị biết hình răng cưa đúng không ạ? Bùng hay nói vui là hình xéo khoai. Đó, những cái ông say rượu ấy, đó, ông đi hình xéo khoai, tức là chân là ông choạng sang chân kia. Và ông đi ông vẫn đi ở trên một cái đường thẳng nhưng mà hai chân ông không cùng một đường thẳng và ông cứ đi từ lệch biên nọ sang biên kia ở trên một cái đường thẳng như thế này. Thì đấy là những cái tín hiệu kỹ thuật mà giúp cho chúng ta nhận diện có những cơ sở, tức là có những cơ sở kỳ vọng các anh chị, cơ sở kỳ vọng. Bởi vì tất cả những cái yếu tố này, ví dụ như là Hòa Phát có lên được lại vùng 25-26, đó là tín hiệu trong tương lai. Còn tín hiệu trong hiện tại đó là cổ phiếu đang có những tín hiệu tích lũy nền. Và từ tín hiệu tích lũy nền đó thì chúng ta kỳ vọng Hòa Phát sẽ có một cái trend kỹ thuật tăng điểm sau cái giai đoạn tích lũy nền đó. Ok. Vậy thì để nó tích lũy nền thành công thì nó có hai các yếu tố then chốt. Ví dụ như là cái vùng ở đây là vùng 21.5 tích lũy ổn. Và cái điểm mấu chốt thứ hai đó là vùng 20.7 nó không được phá, không bị phá vỡ. Còn nếu như nó bị phá vỡ ở đây, nó có một cái nến mà nó bị đè lại gãy ở đây, thì như vậy là cái tín hiệu tích nền của Hòa Phát bị hỏng. Đó, và khi tín hiệu tích nền của Hòa Phát bị hỏng rồi thì chúng ta, một, nếu chúng ta cầm lại cổ phiếu thì chúng ta phải xác định là có thể Hòa Phát nó sẽ rơi về khoảng vùng 15-16. Đó, ví dụ như vậy. Cái câu chuyện là như vậy. Còn nếu không thì chúng ta phải bán ngay ở những cái điểm gọi là bị phá kỹ thuật ngay ở những cái điểm này, chúng ta sẽ bán đi. Đấy là về phương pháp, về cái tư duy logic trong cái phân tích kỹ thuật nó là như vậy. Thì tuần tới thì các anh chị có thể đặt chờ quanh vùng 21.5, thậm chí là có thể đặt chờ quanh vùng 20.7, biết đâu chúng ta lại gom được những cái giá như vậy trong phiên như vậy. Và chúng ta chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật khởi sắc hơn. Ví dụ như là nó sẽ phải đánh vượt thoát được cái vùng bao nhiêu đây ta này. Đó, cái vùng ngắn này này. Để chúng ta kỳ vọng là nó bắt đầu hình thành một sóng lên, ví dụ như là vùng 23.6. Đó. Cổ phiếu HHG cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Như vậy là trong tuần vừa qua thì HHG cũng đã giao dịch rất là đẹp từ cái vùng tạo đáy ở tuần trước, đó là quanh vùng 13.2 đến vùng 14. Tuần này thì Hoa Sen đã nâng tầm lên được, đó là trong tuần nó có một điểm test lại về vùng 15.5 và về cơ bản nó vẫn bám biên 16.2, khá là đẹp. Như vậy thì đối với những anh chị em mà chúng ta đang đánh Hoa Sen thì chúng ta cũng có thể đặt chờ tại các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở quanh 15 năm đó để chúng ta gom thêm. Cổ phiếu Nam Kim cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là nhóm thép hiện tại là nó đang dò đáy, dò nền rất là đẹp đó các anh chị. Biên 16.5 chúng ta có nói rồi, và trong tuần vừa qua thì Nam Kim cũng đã bám biên tương đối đẹp ở vùng 17.6. Có hai phiên thì nó có rơi về đây, điểm sâu ở đây là 17.2 đó. Vậy thì như vậy là chúng ta sẽ lấy cái mút giá này để chúng ta làm những cái điểm chờ. Ví dụ chúng ta đặt chờ quanh 17.2 rồi 17.5, 17.7, đấy sẽ là những cái vùng mà chúng ta dự kiến là chúng ta có thể bắt được cổ phiếu Nam Kim ở những cái giá tốt nhất đó. Và mục tiêu ở nhịp này thì chúng ta sẽ hướng Nam Kim lên khoảng vùng 19.5 đến khoảng vùng 20, và về đến đây thì nó sẽ có những cái sự rung lắc nhất định, và cái sự rung lắc đó nó lại tiếp tục một cái hành trình quay trở lại. Ví dụ nó test về được đến đâu đó khoảng vùng 19 chẳng hạn, ví dụ như thế, và sau đó nó hồi phục ở bên này, thì như vậy thì đây nó mới có một cái hình thành một cái sóng tăng đó, mới hình thành được một sóng tăng ở đây. Đấy, thì về cơ bản kỹ thuật đây, các anh chị có thể nhìn đây, sau một cái sóng giảm ở đây
thì nó cũng có những cái điểm mà nó phải oằn lên ở đây, và sau đó nó có những cái điểm test cung kỹ thuật và nó bắt đầu bẻ bẻ kênh xu hướng, thì khi đó thì chúng ta mới bắt đầu hình thành một sóng tăng. Thì ở thời điểm hiện tại là chúng ta bắt đáy, nhưng bắt đáy có cơ sở kỹ thuật của nó các anh chị, không phải bắt vu vơ. TLH ở trong tuần vừa qua thì nhìn chung là nó cũng đã có một cái gọi là đang mô hình đang cưa ở đây và nó có phục hồi, nhưng mà xu hướng thì nó sẽ có thể quay lại vùng 8 đến khoảng vùng 8.2. Ở TVN chúng ta có biên ở đây là biên 7.7 đến biên 8.5, và trong tuần vừa qua và các tuần trước thì TVN cũng đang đi ở trong biên này và chờ đợi thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn, ví dụ như là nó có một cây nến đè ở đây ở vùng 8.5 thì chúng ta có thể mua gom mạnh mẽ hơn. Sau khi chúng ta có những cái vị thế thấp ở quanh vùng 8, không phải, ở vùng 7.7, 7.8, 7.9 ví dụ như vậy, và đè vùng 8.5 thì chúng ta mua mạnh hơn để chúng ta hướng cái target kỹ thuật về khoảng quanh vùng 9.5 đến vùng 10. Hiện tại thì nhóm thép đang tiếp tục có những tín hiệu kỹ thuật sáng hơn và chúng ta có thể nắm giữ và chúng ta có thể mua thêm tại các vùng hỗ trợ kỹ thuật. Đối với BCC, trong tuần vừa qua thì BCC chủ đạo bám biên ở biên 14 đến 14.5. Trong tuần thì có phiên ngày hôm nay có chỉnh giảm sâu hơn một tí, như vậy thì sang tuần tới các anh chị có thể đạt 13, 13.2. Như vậy chúng ta vẫn có thể có những cái giá tốt ở dưới này. Đó. Và sau một cái giai đoạn bao giờ nó cũng như vậy, sau một cái giai đoạn hình thành đi như này thì chúng ta sẽ có thêm những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Ở nhịp cũ thì chúng ta có phân tích được từ vùng 14 và lên đến vùng 18. Còn nhịp này thì đang nhăm nhe đó, gom gom ở quanh vùng 13, 13.2, 13.3. Rồi có một cái ngày đẹp trời nào đó thị trường chung ổn định mà nó đánh lại thì chúng ta lại có lại target 18 ở đây. Đó. HT1 trong tuần vừa qua chủ đạo là bám biên hỗ trợ đây 15 năm đến khoảng biên 16. Có những điểm chỉnh cung về quanh 15 và cá biệt thì phiên ngày hôm nay có vùng 14.5. Như vậy thì vùng 14.5 và tuần tới sẽ có tiếp vùng 14.5. Các anh chị mà đang cầm thì chúng ta có thể đặt ở chờ quanh vùng 14.5 thì chúng ta gom thêm HT1. Rồi đến nhóm ngành dầu khí thì trong thời điểm hiện tại thì chúng ta có một số các cái đánh giá về nhóm ngành dầu khí liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine và cái xung đột lợi ích giữa các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ và tín hiệu kỹ thuật của WTI cùng với các cái lệnh cấm vận mà phương Tây dành lên dầu Nga. Thì tổng hợp tất cả những yếu tố đó thì dẫn đến cái câu chuyện là giá dầu của chúng ta đã tăng rất là mạnh trong thời gian vừa qua và dẫn đến xăng cũng tăng. Và trên thực tế thì nếu như chúng ta nhìn về góc độ tổng quan á, thì WTI tăng và giá xăng dầu tăng thì nó chỉ được tốt cho nhóm P thôi. Còn nó đã gây tác động hệ lụy lên cả nền kinh tế và rất là mạnh lên đến các cái ngành khác, ví dụ ngành vận tải nó sẽ chịu tác động. Rồi sau đó là ngành xây dựng, các anh chị, xây dựng nó bị tác động rất là nhiều bởi vì gián tiếp là khi giá cả tiêu dùng tăng, CPI tăng thì cái nhân công, giá nhân công nó sẽ tăng rất là nhiều. Cùng với đó thì giá vận chuyển tăng thì sẽ dẫn đến sắt thép tăng, rồi xi măng tăng, vân vân và vân vân, thì tất cả những cái cấu trúc đó nó sẽ cấu thành nên cái giá thành của bên đơn vị xây lắp đó, và các nhà thầu xây lắp và các cái đơn vị về bất động sản là gặp rất nhiều khó khăn. Thì trong thời điểm hiện tại theo như một số các cái thông tin vùng nắm được thì giá dầu nó sẽ chưa thể hạ nhiệt được bởi vì nó có khá nhiều các cái mối xung đột giữa các cái quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, ví dụ như Iran, ví dụ như UAE, ví dụ như Ả Rập Xê Út, và cái câu chuyện là khi Nga mà đưa dầu vào Trung Quốc thì nó sẽ tác động đến Iran, ví dụ như vậy, bởi vì Iran là một cái bạn hàng rất là tốt của Trung Quốc, ví dụ như vậy, thì nó cái câu chuyện móc xích và nó vẫn còn khá là nhiều các cái yếu tố mà chúng ta sẽ khó để tiên lượng, để dự đoán được cái xu hướng của giá dầu trong cái thời gian sắp tới. Tuy nhiên ở trên góc độ kỹ thuật thì chúng ta có vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, vùng hỗ trợ kỹ thuật giá dầu rất mạnh ở vùng 100-102.5, và trong tuần vừa qua thì giá dầu đã tiếp tục quay trở lại test lại ở quanh vùng 105 ở đây và đang có một cây nến doji rút chân lên. Như vậy thì khả năng cao thì trong tuần tới thì giá dầu sẽ có tiếp tục cái đà phục hồi ở đây, và điều này thì nó cũng sẽ giúp cho nhóm P có những cái tín hiệu kỹ thuật tốt hơn trong cái quá trình mà nhóm P hiện tại thì bây giờ nó cũng đang tích lũy theo cái xu hướng của WTI.
Đó, thì khi VKTI hồi thì nhóm P nó cũng sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật hồi. Thì đối với gas đó, các anh chị này, chúng ta đã Hùng đã có phân tích rồi. Tức là gas là một cái chỉ báo rất là nhạy đối với nhóm ngành P. Và khi gas chỉnh thì các anh chị em lưu ý là khi gas nó gặp kháng cự á, thì khi đó nhóm P chúng ta cũng phải thực sự lưu tâm với những cái tài khoản mà chúng ta đang cầm. Ví dụ chúng ta có lãi là chúng ta phải chốt. Bởi vì thông thường như vậy, khi mà gas bao giờ nó chạy đầu tiên, gas kéo thì khi đó P sẽ kéo, và gas chỉnh thì khi đó P sẽ chỉnh. Và hiện tại thì xu hướng của gas là nó đã chỉnh từ vùng 130, quanh vùng 128.5, vùng 130 ở đây là nó đã có hai nhịp chỉnh, và nhịp chỉnh này thì nó đang thủng cái đáy cũ ở đây. Ở điều này cho thấy rằng là cái xu hướng của gas có thể nó sẽ yếu đi ở trong những cái tuần giao dịch tiếp theo. Thì tuần tới thì chúng ta vẫn có thể ngắm ở quanh vùng hỗ trợ 108, và điểm sâu hơn ở đây là 103.5 đến khoảng quanh vùng 105. Tín hiệu của PLX hiện tại thì khá là đẹp. Sau một nhịp long nháp, PLX chúng ta đã phân tích lên cái vùng kháng cự 48.5 ở đây. Các anh chị mà xem các bản tin tuần cùng thì chắc chắn sẽ nắm được cái vùng kháng cự này. Sau đó thì PLX sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật ở quanh vùng 45, sau đó có một điểm thấp hơn ở đây đó là quanh vùng 42.8. Tuần vừa qua thì PLX tiếp tục có tuần trước thì nó có một nhịp hồi, tuy nhiên sau đó thì nó cũng đã quay trở lại test cung kỹ thuật ở khoảng quanh vùng 40. Nhìn về xu hướng kỹ thuật ở trong ngắn hạn thì PLX sẽ có những cái điểm chỉnh cung lại, khả năng là tuần tới thì nó sẽ chỉnh cung lại ở quanh vùng 38.5 39 ở đây. Nó phù hợp với cái xu hướng của VKTI, nó cũng đang tích lũy ở đây, và chúng ta sẽ có thêm đánh giá ở quanh vùng 38.5. PVT ở trong tuần vừa qua thì PVT cũng đã có ba cái nến hồi khá là tốt. Tuy nhiên hai cái nến kết tuần thì PVT đã quay trở lại cái vùng hỗ trợ kỹ thuật 19.2 đến 19.6. Nhìn về tín hiệu như thế này thì khả năng tuần tới PVT cũng sẽ có những cái điểm đánh lại ở quanh vùng 21.2 đến khoảng vùng 21.5. PVS thì trong tuần PVS đã có những điểm chỉnh gọi là điểm long lên ở quanh kháng cự 26, và tuần này thì PVS cũng đã chính thức quay trở lại vùng 22.4 đến khoảng vùng 24. Phiên ngày hôm nay thì có một cây nền rút chân, nhìn về mặt kỹ thuật thì tương đối khá là đẹp. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật thì tuần tới PVS cũng sẽ có những cái điểm, chắc chắn là nó sẽ có những cái điểm tả lại cung và kiểm tra cung cầu lại ở quanh vùng 22.4 đến khoảng vùng 23. Nhóm P thì xu hướng chủ đạo ở trong cái tuần giao dịch tới thì theo quan điểm với tuần cùng là nó sẽ tích lũy và nó chờ thêm cái xu hướng của VKTI, nó có bật được lên ở trên vùng 115 và tiệm cận lại vùng 120, 125 hay không. Đó, xu hướng nó sẽ chờ những cái xu hướng của phiên giao dịch kết tuần ngày hôm nay, tối ngày hôm nay. PVD thì tuần này PVD cũng đã có điểm chỉnh cung kỹ thuật về lại quanh vùng 16 như dự kiến. Và cái điểm sâu hơn thì chúng ta cũng đã có nói rồi, đó là có thể có quanh vùng 14, nhưng mà hiện tại thì chúng ta cứ đánh giá ở quanh vùng 16 trước, bởi vì là trong cái quá trình mà nó chỉnh cung á, thì nó sẽ đi từ cái hỗ trợ cao sau đó mới đến hỗ trợ thấp, và hiện tại hỗ trợ 16 thì đang phát huy khá là tốt, và tuần tới thì xu hướng là PVD sẽ tích lũy quanh vùng 16. Oi ở trong tuần vừa qua thì OI cũng đã quay trở lại vùng kháng cự 13 và vùng 13.3 ở đây, đó là vùng kháng cự ngắn của OI, và OI cũng đã bắt đầu chỉnh cung và lại quay trở lại test lại cung kỹ thuật ở vùng 11.5 đến khoảng vùng 12. Xu hướng hiện tại tuần tới thì OI sẽ tiếp tục đi ở trong biên 11.5 đến biên 12 trước khi mà nó có những cái tín hiệu. Nói chung là chủ đạo là chờ cái tín hiệu của VKTI thôi các anh chị. Đó, VKTI bật thì nói chung là P sẽ bật đó. Còn với VKTI mà vẫn cứ vòng vo thì nhóm P nó cũng như vậy, nó cũng sẽ vòng vo tam quốc để nó tích lũy nền. Rồi đối với BSR thì chúng ta đã xây dựng được một target rất là cao ở vùng 32 cộng, suýt soát đạt vùng 34. Hiện tại thì tuần vừa qua BSR có chỉnh cung, có long, tức là có một nhịp long ngắn đây. Tuy nhiên ở phiên cái tuần ngày hôm nay thì rất may là cái câu chuyện là cuối phiên thì index của chúng ta đã có một cái nhịp long khá là bất ngờ. Khi mà chỉnh rất là sâu, thì nữa chúng ta sẽ đi phân tích cái kịch bản đó.
Thì đối với BHR chúng ta có hai vùng chỉnh cung, vùng thứ nhất là vùng 27 và vùng thứ hai đó là vùng 22 25.5 đến vùng 26, ngắn hạn là như vậy. Thì tuần này thì BHR đã về đến cái điểm chỉnh cung thứ hai với một cái nền rút chân lên. Còn tất nhiên là tuần tới sau một cái nền rút chân này thì cái xu hướng nó sẽ tiếp tục quay trở lại để nó kiểm tra lại cung cầu ở vùng này. Đó, trong trường hợp mà giữ được thì khả năng sẽ có một cái lực bật ngắn T ở đây, còn nếu không giữ được thì nó sẽ đi về ở quanh vùng 23 23.5. Đó, xu hướng chủ đạo thì nó sẽ quay trở lại test cung, và test cung có thành công hay không thì chúng ta sẽ tiếp tục bám sát. Em POV gap ở trong cái tuần giao dịch cũ thì nó đánh rất là tốt, nó có lực cầu từ 30 đến 40 triệu cổ phiếu. Nhưng không hiểu sao là nó chơi ba cây sàn xong á, thì tuần vừa qua là chúng ta có phân tích hai cái điểm dự báo về mặt kỹ thuật, đó là điểm 13, ok các anh chị, và sau đó điểm 12.5. thì cây đến ngày hôm nay là nó test về đến 13, nó rút chân lên và nó tiếp tục ở trong biên 13.6 đến khoảng biên 13.8. Tuy nhiên về góc độ kỹ thuật thì theo như Hùng nhận định thì khả năng tuần tới POVK sẽ tiếp tục có những điểm test ở quanh vùng 13. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích tiếp hai cái nhóm ngành tiếp theo, và hai nhóm ngành này thì Hùng đang đặt rất lớn cái kỳ vọng sau một cái giai đoạn mà hai nhóm ngành này chỉnh giảm rất là mạnh. Thì nếu mà bây giờ nhìn xuôi thì cũng không còn đâu, mà nhìn ngược thì cũng không còn ai. Như vậy thì để mà giữ được thị trường á, thì có những cái nhóm ngành chính sau. Thứ nhất đó là nhóm trụ. Ok, thì nhóm trụ cũng đã kéo rất là tốt trong thời gian vừa qua rồi, các anh chị nhìn thấy đấy, MBWG, PNG cũng đã chạm những cái vùng kháng cự rất là mạnh, đúng không ạ? Bây giờ chỉ còn một số các cái mã cổ phiếu khác nó chưa được kéo, ví dụ như họ nhà VIX, rồi ví dụ như Vinamilk, ví dụ như BVH đó, ví dụ như vậy. Thế còn cái nhóm thứ hai mà có thể có những cái hiệu ứng rất là tốt, đó là nhóm thép. Thì nhóm thép hiện tại bây giờ cũng đang hình thành những cái nền tảng tích lũy đó. Và cái nhóm thứ ba có thể kể đến đó là nhóm banh và nhóm ngành chứng khoán, là hai cái bộ đôi mà cũng có thể gọi là nó gây những cái hiệu ứng rất là tốt, và để giữ nhịp được cho thị trường ở trong thời điểm hiện tại thì nó cũng sẽ cần sử dụng, tạo lập sẽ phải sử dụng banh và chứng khoán. Và cuối cùng thì nhóm bất động sản xây lắp hạ tầng, nhưng mà nhóm đấy thì lâu đến giờ cũng không có phân tích, nhưng vẫn thường xuyên theo dõi các cái tín hiệu kỹ thuật, và khi nào cái nhóm nó đạt được những cái yếu tố mà có thể hình thành một cái sóng tăng thì đi đó cũng sẽ phân tích thêm cho anh chị. Như vậy thì banh và chứng khoán bây giờ đang là hai cái đối trọng mà với góc nhìn Hùng thì cũng đang ưu ái nhất và đang kỳ vọng nhất với cái đội này đó, để có thể kỳ vọng rằng là có thể giúp cho thị trường của chúng ta có những cái tín hiệu kỹ thuật ổn định hơn. Ok, bây giờ mình sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu này. Thì đối với Vietcombank cũng có nói rồi, đúng không? Có hỗ trợ kỹ thuật ở đây này, đó là vùng 74, vùng kháng cự ngắn, vùng 70 78 80 đây này. Trong tuần vừa qua thì nhìn chung Vietcombank không có nhiều các cái động lực, có một phiên long và sau đó thì có những phiên sọc quay trở lại vùng 74. Nhìn về mặt tín hiệu này thì tuần tới Vietcombank khả năng sẽ có những cái điểm chỉnh cung là quanh vùng 72.5. MBB, tín hiệu của MBB hiện tại cũng đang rất là đẹp rồi các anh chị ạ. Nó chỉ cần thêm một cái gì đấy nó thổi hồn vào nữa thôi. MBB chúng ta đã có một nhịp long thứ nhất. Ok, và MBB đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu trong tuần vừa qua, đó là về đạt được vùng 25. Sau đó nó chỉnh cung, thì chỉnh cung về đâu? Về 23.6, và phiên ngày hôm nay thì có luôn vùng 23.6, thậm chí là còn có vùng 23.5. Và điểm chỉnh cung sâu hơn có thể tính toán là vùng 23 đến khoảng vùng 23.2. Đấy sẽ là những cái điểm mà chúng ta canh để chúng ta gom thêm cái vị thế của cổ phiếu MBB. Kỳ vọng là nó sẽ đánh vượt thoát lại vùng 25 trong tuần giao dịch tiếp theo, và nó sẽ hướng lên khoảng quanh vùng 26 đến khoảng vùng 26.5. BIDV, tín hiệu kỹ thuật hiện tại của BIDV hiện tại đang rất là đẹp các anh chị. Sau một cái tuần mà chúng ta phân tích ở đây vùng 29.5, vùng 30, sau đó BIDV tiếp tục vượt thoát vùng 32 trong phiên giao dịch của ngày thứ 3. MBB vượt thoát vùng 32, sau đó tiếp tục công lại lên được vùng 33.5 đến vùng 34, và phiên ngày hôm nay thì cực kỳ tuyệt vời với một cái lực cầu của BIDV đã đạt đến 3,5 triệu trên một phiên rồi, và nó sắp cán cái mức 5 triệu.
Đó, khi mà BIDV mà giao dịch khoảng tín hiệu trung bình khoảng tầm độ 5 triệu cổ phiếu trên một phiên thì đấy sẽ là một cái tín hiệu rất là tuyệt vời của cổ phiếu này. Với một cái thế trận hiện tại là BIDV đang tích lũy nền để bắt đầu đi lên. Tuần tới thì các anh chị và cái điểm tuyệt vời nữa là phiên ngày hôm nay MBB đã chọc lại vùng 32 và sau đó BIDV rút chân lên. Đó, rút chân lên rất là đẹp. Thì với tín hiệu này, chúng ta sẽ tuần tới các tài khoản chúng ta cầm có thể ke ở quanh vùng 33.5 đến khoảng vùng 34, có thể gom thêm. Mục tiêu trong mục tiêu ngắn hạn đó là nó sẽ công vùng 36, thoát vùng 36 sẽ hướng lên vùng 38, và khi mà bit mà vượt thoát được vùng 38 thì như vậy là chúng ta chắc chắn là chúng ta có một cái sóng tăng rất là đẹp đây, không có câu chuyện gì để bàn cãi nữa. Và khi đó chúng ta chỉ cầm nắm cổ phiếu thôi, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có những cái điểm mua rất là thấp đó, từ những cái điểm gom ở đây quanh vùng 30, vùng 32 đó, rồi hôm nay test lại 32, rồi sau đó những cái điểm gom 33.5 đến vùng 34, đấy là những cái điểm gom khá là thấp để chúng ta có thêm cái quá trình tích lũy cổ phiếu khi mà nó bắt đầu hình thành một cái sóng tăng ở đây. CTG cũng hiện tại cũng đang rất là đẹp đó, CTG rất là đẹp. Sau một cái nhịp mà CTG ở đây, chúng ta cũng thể kỳ vọng đây là nhịp test theo mô hình V kép ở đây. Và trong tuần vừa qua chúng ta có dự báo công thương có thể quay lại vùng 24 để trả cung, nhưng trên thực tế là công thương chỉ có test test nhẹ nhẹ ở đây và nó tiếp tục hình thành một cái biên tích lũy 25 25.5 ở đây rất là khỏe, như thế này là cực kỳ khỏe. Và một điều cá biệt nữa là trong phiên kết tuần thì nó đã xuất hiện một cây doji ở đây. Cây này có thể coi cây xem một cây nến búa cũng được, cây doji cũng được. Đó, cái chân nến khá là dài và nó tiếp tục kiểm tra lại vùng 25 25.5 thành công. Đó, chỉ tiếc là lực cầu của công thương ngày hôm nay nó hơi thấp, nó đạt khoảng tầm trên 10 triệu cổ phiếu thì đẹp. Mục tiêu trong ngắn hạn thì công thương sẽ phải công vùng 28 ở đây, và khi mà nó vượt thoát vùng 28 thì là xong, tức là chúng ta đã lúc đó là chúng ta chỉ có đi xây target thôi các anh chị, không không có mua bán cái gì đấy nữa. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã có một cái hành trình chúng ta mua ở dưới này rồi, chúng ta tích lũy nền ở dưới này rồi. Đó. Ở Techcombank thì hiện tại chúng ta cũng đang nhìn thấy những cái yếu tố kỹ thuật rất là đẹp của Tech khi mà cổ phiếu này đã có một cái nhịp test 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 đáy lần thứ hai. Đó các anh chị, ở đây một đáy và nó quay lại đây nó test đáy lần thứ hai. Sau cái điểm test đáy này thì nó đã long lại được lên vùng 36 và tuyệt vời. Trong phiên ngày hôm nay, trong buổi phiên ngày hôm nay nó đã chỉnh lại cung ở khoảng quanh vùng 34.5 và nó rút chân lên. Nhìn về mặt ý đồ của Tech thì tuần tới các anh chị có thể canh đặt chờ đây, đặt chờ quanh những vùng hỗ trợ kỹ thuật 346, 347 đây, chúng ta gom thêm. Mục tiêu ở trong nhịp này nó sẽ đánh phải hoàn thành được cái vùng giá 38.5, vùng 39, sau đó nó sẽ chỉnh cung. Và nếu chúng ta view ở trên một cái góc nhìn nó, trên một cái góc nhìn nó hình thành một cái sóng tăng đi, ông cứ nói như vậy, thì cái này nó phụ thuộc rất lớn vào tạo lập, bởi vì tạo lập là họ 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 nắm được cái xu hướng đi cổ phiếu anh chị, họ nắm được đó, họ nắm được và họ đỡ giá rồi họ tìm đủ mọi cách, tức là nói chung là một cái gì đấy nó mọi người cứ nghĩ rằng nó là vô hình, nó là tự nhiên, nó là một cái gì đấy nó là xác suất, nhưng không phải anh chị, không phải, không hề có một cái xác suất nào đấy hết. Và tất cả những cái đường đi của cổ phiếu, những cái ý đồ đi cổ phiếu nó đều nằm trong một cái ý đồ tổng thể nào đó. Và ví dụ khi chúng ta đang kỳ vọng rằng tạo lập họ đang đánh một cái sóng lên thì sao, thì đó chúng ta phân tích ở những cái điểm ví dụ như là điểm 34, 33.3, 33.5 đến vùng 34 là tạo lập không phá vỡ rồi, ok, sau đó thì tạo lập sẽ khoan thủng cái vùng ở đây để cho mọi người thấy rằng như vậy là break kháng cự rồi, nhào nhào vô, nhào vô đó, là cái đó là bắt đầu nhỏ lẻ, bắt đầu nhào vô ở đây. Thì ví như vậy chúng ta bắt đầu chuẩn bị một cái quá trình sóng tăng thì chúng ta sẽ lựa lựa đó, chúng ta lựa lựa thôi các anh chị. Tất nhiên là không thể đúng được 100% đâu, nhưng là chúng ta vừa đi vừa phán đoán thêm ý đồ, ví dụ như vậy đó. Ví dụ như là tuần tới nó không thủng vùng 34.6 là đẹp này, rồi sau đó nó khoan dần lên đến vùng 37, 38, rồi sau đó nó khoan vùng 39, 40 đó. Như vậy thì chúng ta sẽ hình thành một cái sóng tăng ở đây. Đối với HD Bank lực cầu thì nó đang hơi thấp, tuy nhiên ở đây các anh chị, khi mà ông có phân tích đến HD Bank thì các anh chị có nhớ một cái đường vẽ đây, đó là gì ạ? Đó là tại thời điểm đó thì HD Bank bao giờ cái đường mác nó đang đang cắm đầu đi xuống, nhưng bắt đầu sang tuần này các anh chị nhìn thấy ạ, bắt đầu có một cái sự chuyển pha, bắt đầu có một cái sự chuyển mình. Và cái sự chuyển mình này thì nó mách cho chúng ta điều gì? Đó là nó mách cho chúng ta rằng là cổ phiếu bắt đầu có thể bắt đầu sang một cái xu hướng tăng điểm đó.
Và đúng như vậy đó anh chị, sau khi mà nó đạt được ở đây và nó bắt đầu thu mình lên, nó bắt đầu thu mình lên đó, và nó hình thành được cái biên ở đây, biên 23.7 đến 24, biên này thì các anh chị cầm HDBank có thể gom thêm được rồi đó, phòng phòng thêm ở quanh vùng 23, biết đâu lại ăn được vùng 23. STB hiện tại cũng đang rất là đẹp, về mặt quan điểm kỹ thuật là rất là đẹp. Nhịp cũ ấy, nó đã test đẹp rồi nhưng mà nó phải bới thêm một phát nữa về xuống đây, tức là nó về 18.5, vùng 18.5 ở đây, và nó hình thành nên một nhịp long. Tuần này thì nó đã đưa lại được đó, nó bắt đầu công lại vùng 22.5 ở đây. Tuy nhiên là công chưa thành thì nó sẽ có xu hướng quay test là tả lại vùng 20.3, 20.5 ở đây. Ở trên góc độ kỹ thuật tuần tới thì chúng ta kỳ vọng STB có một cây nến đè vùng 22 cộng để hướng lên vùng 24.5. Và cái câu chuyện là khi mà STB vượt thoát được vùng 24.5 rồi thì lúc đó thì nó khá là nhẹ nhàng rồi, lúc đó thì nó không không còn căng thẳng như giai đoạn hiện tại. Rồi khi đấy là cổ phiếu nó chỉ đi thôi mà. Lúc đấy ai muốn 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 xuống nó cũng không xuống nữa, bởi vì nó đã thoát được qua cái trend kỹ thuật downtrend rồi và nó bắt đầu đi vào một cái uptrend ngắn, ví dụ như vậy. Đối với Liên Việt Postbank ở trong thời điểm hiện tại có vùng 12, 12, 3 cũng tương đối đẹp với các anh chị. Nó đang cố gắng bẻ pha và ở đây chúng ta có kháng cự 14 và một cái biên quyết định đó, một cái biên quyết định để giúp chúng ta nhận diện rằng à, như vậy Liên Postbank đã hoàn thành xong một cái quá trình tích lũy đáy ở đây, là nó phải vượt thoát được cái vùng 15.5 ở đây, thì khi đó là Liên Việt Postbank cũng bắt đầu có một cái nhịp tăng tốt. SHB, PEN SHB ở đây chúng ta có vùng 13, 13.5, tuần tới khả năng sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang ở trong vùng này. Và SHB muốn đi được thì nó cũng phải hình thành một cái mô hình sóng tăng ở đây. Đó là gì? Nó phải hồi phục lên vùng 15. Đó, và khi nó quay lại được cái vùng 15 rồi thì có thể nó sẽ có những cái nhịp dập dìu ở đây và nó có một cây nến đè ở vùng 15 cộng, thì khi đó SHB cũng bước vào một cái trend tăng rất là đẹp. BVB thì sao? BVB, xem BVB đã. Ở BBB thì chưa, BBB như đánh như này đang còn chối lắm. Đang còn khá là chối. Ở vùng 12 là hỗ trợ và biên 12.4, 12.7 chúng ta chờ thêm. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang nhóm ngành tiếp theo, đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì trong cái thời điểm hiện tại nhóm ngành chứng khoán cũng đã hút được với dòng tiền tương đối là tốt anh chị nhá, và nó cũng đang hình thành từ cái downtrend, là nó đang hình thành tích lũy nền và có thể hướng sang một uptrend đó, thì quá trình này chúng ta sẽ bám sát thêm. Và nó sẽ đi được uptrend khi nào đấy, chúng ta nhìn thế này thôi, chúng ta nhìn rất là dễ hiểu đúng không ạ? Thứ nhất đó là mô hình của đây, đó là VCI có vùng 28.5, vùng 30, đây là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Và cái target cũ mà chúng ta phân tích đó là vùng 42 thì nó đạt được lên đến vùng 42, ok. Và sau khi đạt được vùng 1.2 rồi thì nó bắt đầu nó chỉnh cung. Như vậy ở đây cũng có thể kỳ vọng một cái mô hình kinh điển trong phân tích kỹ thuật, đó là mô hình V kép. Ở tuần này VCI có chỉnh lại ở quanh vùng 33, phiên kết tuần khá là tốt, nó lấp lại cái phiên chỉnh ngày hôm qua. Như vậy tuần mới thì có thể nó sẽ quay tiếp tục, nó quay lại ở vùng 33. Mục tiêu ở đây thì nó sẽ công lại vùng 42 và khả năng về đến vùng này thì nó sẽ tiếp tục chỉnh cung. Chỉnh cung nhẹ nhàng như thế nào đó, và nó chỉnh mà nó không gãy cái biên này này. Nó không gãy biên 37 đến biên 38 á, và lực long quay trở lại, ví dụ như vậy đó, và nó tiếp tục đè lại vùng 42 cộng lần 2. Đây là một ví dụ nhá. Vậy thì đây là những cái biến ở trong tương lai, và nếu như thực tế mà nó gặp ở trên giao dịch á, trên cái thị trường giao dịch mà nó gặp những cái biến như này thì đấy là cái thời điểm mà xác nhận rằng là VSI sẽ bắt đầu hình thành lên nhịp tăng khoảng vùng 50 đến khoảng vùng 52.5 đó. Và gió theo chiều nào thì chúng ta sẽ bám theo chiều đó. Đối với HCM ở trong thời điểm hiện tại cũng như vậy. Sau cái thời điểm mà nó đã chỉnh cung về vùng 17 năm đến khoảng vùng 17, 18 ở đây thì nó bắt đầu hình thành một sóng tăng. Tuần này thì nó có chỉnh cung, chỉnh điểm chỉnh này là khá là đẹp đấy. Chỉnh về quanh 20 là rất là đẹp. Nó không thủng vùng 20 là cực kỳ đẹp. Sau khi mà nó công vùng 22 thì nó sẽ chỉnh cung kỹ thuật về quanh vùng 20 không thủng á, thì cái xu hướng tiếp theo thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 25 đến khoảng vùng 26.
SSI ở trong thời điểm hiện tại nó cũng đang hình thành đó, SSI tuần này chia cổ tức đây này. Những cái hình vẽ của Hùng mà nó bị bung ra khỏi cái chạc á, thì chứng tỏ là cổ phiếu chia cổ tức đó, chia cổ tức phát hành thêm. Và chúng ta sẽ nói đến câu chuyện sau chia đi, vùng 17.3 biên 18 năm sẽ là biên mà SSI sẽ đi xây ngang ở quanh cái vùng này, và ngắn hạn nó có kháng cự ở đây là vùng 20. Khi mà HCM vừa thoát được break được cái vùng 20 thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 23.5 đến khoảng vùng 24. Về mặt xu hướng kỹ thuật thì hiện tại là HCM, SSI Hùng đánh giá vẫn đang khá là tốt, xu hướng chung là tốt. SHS trong tuần vừa qua thì nó cũng không có quá nhiều các yếu tố đột biến về căn bản, thì nó vẫn bám biên ở quanh 14 là đẹp rồi. Ở trong tuần nó có những cái điểm chỉnh như này, đây những cái điểm chỉnh như này chính là cái đây, các anh chị nhìn thấy vẽ đây, bao giờ nó như vậy đó, 13.3. Các anh chị tuần tới có thể kê thêm biên 13.3 nếu như chúng ta đang cầm cổ phiếu này, chúng ta có thể canh gom ở quanh vùng này. Mục tiêu ngắn hạn sẽ công lên khoảng vùng 17.5, 17.5 đến vùng 18, sau đó bắt đầu chỉnh cung và chúng ta đánh giá thêm. MBS tuần này công kháng cự 18 nhưng công chưa thành. Đấy, nó có kháng cự 18 ở đây, nó công chưa thành. Chính vậy nên là trong tuần nó có những cái điểm chỉnh cung về quanh vùng 16.4, và thậm chí là chúng ta có thể xác nhận rằng là phải chỉnh về cung quanh 16 vẫn được. Đó. Tức là công 18 thì nó có thể chỉnh cung về quanh 16, đó, chỉnh cung như này. Và mục tiêu trong nhịp này thì MBS chúng ta cũng sẽ hướng lên vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 21.5 đến khoảng vùng 22. CTS nhịp này cũng đang tương đối ổn rồi. Trên góc độ kỹ thuật thì CTS trong tuần đó có điểm test lại vùng 15 và tiếp tục bám biên ở quanh 16, đi như này khá là ok. Đây các anh chị, đó muốn nó muốn hình thành thành lại một cái sóng tăng thì như vậy nó phải lần lượt nó công các cái vùng kháng cự, và ví dụ như là nó phải công được vùng 18 sau đó nó chỉnh cung dần. Và cái mục tiêu để mà CTS nó hình thành một cái sóng tăng á, nó hình thành một sóng tăng ở đây thì nó phải break vùng 20 và sau đó nó break được thêm cái vùng này thì đẹp quá. Tức là thoát được vùng 22.8, vùng 22.8 đó. Thì đây sẽ là những cái kháng cự mà chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thêm. Còn trong thời điểm hiện tại là nó đang hình thành gọi là quá trình dò đáy, để chúng ta xem thử xem là cổ phiếu tích lũy nền, tích lũy đáy có thành công hay không. Thì chúng ta sẽ mua tại các cái điểm về mặt hỗ trợ kỹ thuật đó, quanh 15 khá đẹp. BBS cũng như vậy, trong cái thời điểm này BBS cũng đã hình thành được một cái nhịp long thứ nhất, và sau đó thì nó bắt đầu nó có một cái nhịp xả cung rồi, khả năng nó sẽ lại có một cái nhịp long ở đây, rồi nó sẽ có những cái nhịp xả như vậy. Cái quá trình mà cổ phiếu nó tích lũy tạo nền và để hình thành một cái sóng tăng đi lên, bao giờ nó vậy, nó sẽ có những cái biên dao động ở trong một cái biên nhỏ, và chúng ta sẽ hoàn toàn có thể ke được các cái vùng giá biên nó để chúng ta gom, rất là hợp lý. Ví dụ như vùng trên này chúng ta sẽ không gom, ví dụ vùng 19.5 đó, ví dụ vùng 19.5 đến khoảng vùng 20.3 chúng ta không gom, nhưng mà chúng ta sẽ có thể trong phiên đó, chúng ta sẽ đặt ở những cái vùng giá này là chúng ta sẽ ăn này đó, ví dụ như vậy. Tức là quanh vùng 17.8 đến khoảng vùng 17.8 đến khoảng vùng 18 đó, ví dụ như vậy là những cái vùng giá này là rất dễ ăn đó, vùng 17.7, 17.8 đây, kiểu gì tuần tới cũng có, chắc chắn là có đó. Cổ phiếu VND trong thời điểm hiện tại thì xuất hiện một cái lực cầu khá là bất thường. Đây là những cái đội đánh này, khả năng theo quan điểm Hùng là họ sọc xuống này, họ mua này. Đó, và xuống đến đây thì họ lại bắt đầu ngay lập tức, tức tốc là họ gom ngay. Đó, tức là có thể là các cái đội đội lớn, các cái tay lớn người ta chơi nhau. Đấy là một cái trường hợp rất là nhiều trên thị trường. Thì VND ở trong tuần này thì theo quan điểm kỹ thuật là 17.5 đến khoảng biên 18. Đấy là sẽ là cái biên hỗ trợ kỹ thuật đẹp nhất để cho VND bám biên.
Bên còn điểm mà chỉnh cung sâu hơn thì vẫn có thể tính toán ở quanh vùng 16.5. Ở mục tiêu ở trong nhịp này thì VND sẽ hướng về khoảng vùng 22 đến khoảng vùng 2.8 sau một cái nhịp tích lũy này thành công, tức là cái nhịp tích lũy ở quanh vùng 16.5 thành công. FTS thì có cái tính tạo lập của con này cũng rất là kinh khủng á. Công nhận, Hùng phải công nhận như vậy. Khi nó đánh rất là nhẹ, gần như đánh không vôn luôn. Trong tuần này FTS đã có vùng 34.7 tích lũy tương đối thành công. Cây nến kết tuần như này là tốt rồi. Xu hướng ngắn hạn thì nó sẽ hướng đến vùng 40-40.5, khỏe hơn nhịp này, khỏe hơn thì khả năng sẽ lên được vùng 45-46. Cổ phiếu VIX ở thời điểm này là các anh chị canh gom được rồi, theo quan điểm như vậy. Chúng ta nhìn ở trên chart tuần xem nào, trên chart tuần thì cũng đang khá là nan giải đấy. Nói chung là nó cũng chưa chưa có cái điều gì nó chắc chắn, bởi vì là nhìn ở trên chart tuần đó, thì đường MACD nó đang cắm các anh chị. Và như cũng có phân tích ấy, bao giờ nó vậy các anh chị nhìn thấy đây này, bắt đầu nó cắm xong á, bắt đầu nó lùi dần và nó phải có những cái tín hiệu kỹ thuật để nó giúp cho chúng ta đảo vào đây. Bây giờ bắt đầu đường MACD này bắt đầu nó có tín hiệu đi ngang, ví dụ vậy, và nó bắt đầu hình thành đi lên như này đó. Thì ở cái điểm này là cái điểm mà cũng đang nhìn thấy rằng là đường MACD của thằng VX đang có những cái tín hiệu bẻ lên. Vậy thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà gì ạ, chúng ta có thể canh gom dần cổ phiếu. Ở đây chúng ta có biên 8.7 này, rồi biên 8.8, nói chung là nó ở cái 9.4 này là kháng cự, thì bao giờ nó cũng sẽ có những cái nhịp trả cung đó, về quanh vùng 87, 88, 89 này. Đó sẽ là những cái vùng 8.9 đó, cái vùng 8.9, vùng 9 đây sẽ là những cái vùng gom tương đối là an toàn, theo khả năng là như vậy. Và chúng ta chờ đợi cổ phiếu VX đánh vượt công vùng, vượt thoát vùng 11 và cuối cùng nó phải đánh vượt thoát ở đây, đó là điểm 13.3. Khi mà em ấy thoát 13.3 rồi thì khi đó không có gì phải bàn nữa, khi đó thì nó đẹp vô cùng các anh chị, đẹp lắm. Khi đấy thì gần như là cổ phiếu bắt đầu xác nhận một cái trend kỹ thuật tăng rồi. Đó. MAGR cũng thời điểm này AGR chúng ta cũng bắt đầu gom được rồi. Theo quan điểm là như vậy. Bởi vì chúng ta nhìn ở trên chart tuần xem nào, đó đường MACD nó bắt đầu có những cái tín hiệu chuyển mình. Nó báo hiệu cho chúng ta thấy rằng là khả năng là bắt đầu nó hướng lên như vậy, và khi mà đường MACD mà chỏng đứng lên như này thì cổ phiếu nó chỉ có tăng thôi. Đó, một cái mô hình rất là đơn giản, nó ví dụ như vậy. Còn khi mà đường MACD mà nó chỏng 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 mông xuống cái này thì nó chỉ có chỉnh giảm thôi. Đó. Đó, trang kỹ thuật dài thì là trang kỹ thuật chỉnh giảm. Đó, vậy thì câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện ở đây chúng ta đang đi dò đáy, chúng ta dò xem thử là như vậy là sau những điểm mua này thì cái tín hiệu kỹ thuật của nó như nào, nó có bắt đầu nó bốc đầu lên lại được hay không. Nó bốc đầu lên lại được thì đấy là chúng ta đã phán đoán thành công. Còn trong trường hợp nó thủng 8, câu chuyện là chúng ta mua ở trên đấy nó thủng 8 là chuyện bình thường. Đó. Nó hoàn toàn có khả năng này. Vậy khi thủng 8 thì gì, tư duy của chúng ta bị sai. Đó, tư duy của chúng ta bị sai thì chúng ta làm gì? Tất nhiên là chúng ta phải sửa sai bằng cách nào? Một là bán, hai là cầm. Cầm thì nó sẽ đi về đâu? Ví dụ như ông nói, ví dụ như chẳng hạn như nếu AGR mà thủng 8 á, thì nó sẽ về đây này. Nó sẽ về khoảng quanh vùng 5.5. Đó. Vậy thì xác định cầm lại thì nó sẽ về đến khoảng 5.5, thì về đến đây lại đảo hàng chém cá. Ví dụ thế. 5.5 đến 6. Đó. Trong tất cả các kịch bản thì chúng ta đều phải phải đưa ra hai tình huống. Một là tình huống thuận. Thuận có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta mua xong và cổ phiếu AGR nó cứ tích lũy dập dìu ở đây. Đó, rồi nó không thủng cái vùng 9 ở đây, nó tăng lên 10, xong nó tăng lên 10.5. Nó dập dìu xong nó tăng lên vùng 12, nó dập dìu ở vùng 12 xong nó tăng lên vùng 13, 14 và sau đó nó vượt thoát vùng 14, thì đó là tình huống thuận. Ok. Thuận này thì là nhiều người vỗ tay lắm và nhiều người bảo tôi là người giỏi thế này thế kia, tôi là tất cả, tôi là thần thánh, tôi là cái gì 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 đấy, nói chung là gọi là nấm mọc sau mưa nó nhiều lắm. Nhưng với Hùng thì Hùng không có bao giờ làm thế. Phân tích kỹ thuật nó có những cái đúng và nó sẽ có những cái xác suất sai, và cái quan điểm của Hùng là gì, khi chúng ta đúng ok, đương nhiên chúng ta vui. Đó, và chúng ta sẽ có những cái chiến lược, ví dụ như chúng ta sẽ tích lũy thêm cổ phiếu sau những cái quá trình mà cổ phiếu bắt đầu phục hồi này.
Còn đương nhiên khi chúng ta sai thì chúng ta phải chuẩn bị tình huống, tức là nếu như chúng ta cầm lại thì chúng ta còn còn tiền không để mà về đến vùng 5.5 đến vùng 6 này chúng ta cân thêm. Đó, chứ chúng ta cầm lại mà về đến trên này chúng ta đang full margin rồi mà cổ phiếu nó sai thì bắt buộc chúng ta phải tháo margin đi chứ còn gì nữa, đúng không ạ? Đó, ví dụ đấy thì đấy là những cái chiến lược mà chúng ta phải luôn luôn chuẩn bị chủ động, chứ chúng ta không không được phép bị động, thì như vậy chúng ta sẽ cái xác suất mà thành công ở trên thị trường chứng khoán nó sẽ cao hơn. Đó. Rồi các anh chị lưu ý giúp Hùng nhóm thép, nhóm banh, nhóm ngành chứng khoán. Đấy là những cái nhóm ngành mà chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ có thêm những cái dòng tiền tốt hơn, tối ưu hơn để giúp cho thị trường ở trong tuần mới. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích nhóm ngành cảng biển gồm có GMS. Tuần vừa qua thì GMS chỉ có một lực hồi và lực hồi về vùng 56 đây. Thì ở đây thôi, đấy, nó chạm về đến đây là nó lại chỉnh lại. Và lực chỉnh này thì nó lại đi về lại đây, vùng 49 đến vùng 50. Sâu hơn của GMS có thể chỉnh cung, đó là các anh chị lưu tâm đến cả vùng này nữa, bởi vì chúng ta vẫn phải phòng thêm vùng 46, 46.5. VNA trong thời điểm hiện tại nó đang hình thành một cái xu hướng tích lũy ở đây. Và vì sao vẫn còn phân tích con VNA? Bởi vì ngày xưa rất có duyên với con này, bắt mấy nhịp, ví dụ nhịp này bắt con VNA rất thành công này. Nhịp này cũng như vậy, vậy thì nhịp này cũng đang hóng, biết đâu mình thì có vận, có duyên với con này. Đó. Thì hóng trên cơ sở kỹ thuật đó là gì? Đó là vùng 32.5, sau đó thì bây giờ nó đang tích ở biên 38.8 đến vùng 34 đây này. Và sau một cái giai đoạn nó tích lũy đi ngang như vậy thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ có tín hiệu. Không biết là bùng nổ thế nào. Đó, tín hiệu thì nó có hai tín hiệu tích cực và tín hiệu tiêu cực. Đó, tiêu cực thì nó bòm phát đây này. Thôi xong. Ok các anh chị, như vậy là chúng ta phải dừng hình ở đây. Đó, nhưng mà sau khi chúng ta có những điểm gom kỹ thuật và nó bòm phát đây, đó, ví dụ thế lại ngon. Thế là phiên này lại lại mua thôi, khi mà có tín hiệu này thì chúng ta tiếp tục mua. Đó, cách thức là như vậy. Ranh giới giữa anh hùng và kẻ thù nó chỉ có hai cái nến này thôi. Một là thắng ở vùng 37 thì sẽ thành anh hùng, mà nếu mà thua ở vùng 32.5 thì thành tội đồ. Đấy. Như vậy thì anh hùng hay tội đồ thì chúng ta sẽ chờ thêm các anh chị nhé. Và chúng ta đã định sẵn ra được như vậy rồi thì chúng ta sẽ đánh và chúng ta sẽ bám sát và chúng ta sẽ đi rất chủ động trên cái con đường của chúng ta. Ở VOS tuần vừa qua khá là đẹp. Quan điểm kỹ thuật cùng như này đẹp rồi. Sau khi mà nó công được vùng 17.2 là rất là đẹp và nó có đến 4 cây nến test. 4 cây nến test ở vùng 16.7 đến vùng 17.2 rất là ổn định và ok. Lực cầu khá, lực cầu đang duy trì ở khoảng tầm độ 3.2 triệu trên một phiên là khá. Như vậy là cầu cũng bắt đầu nhăm nhe em này rồi. Được, lực cầu đang khá lên. Thì với tín hiệu này các tài khoản nó đang cầm thì chúng ta sẽ ke thôi, ke ở biên này này. 16.7, 17 canh thêm. Mục tiêu ở trong nhịp này có thể hướng về vùng 21 đến khoảng vùng 21.5 là hoàn toàn khả thi. Cổ phiếu VSC thì nhìn về VSC ở đây có kháng cự 44 này, những cái vùng kháng cự 44, 48 ở trên này chúng ta nói rồi. Và cổ phiếu này có chia, VSC có chia cổ tức, chính vậy nên là chúng ta phải đã phải di chuyển lại cái chart kỹ thuật ở vùng 39.5, vùng 40 là hỗ trợ. Điểm hỗ trợ sâu hơn đó là vùng 37.5 đến khoảng vùng 38. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích sang một nhóm ngành cũng tương đối là quan trọng, nhóm ngành than, và cũng khá là có cơ duyên với nhóm ngành này. Thì hiện tại là nhóm than thì than giá than thế giới là đang tăng rất là mạnh, và sau cái nhịp tăng đó thì nó đang có một cái nhịp chỉnh cung nhẹ. Và chính vậy nên là nhóm than ở trong nước thì cũng đã có một cái nhịp tăng xong, và sau nhịp tăng đó thì nó đã chỉnh cung, và hiện tại bây giờ thì đối với nhóm than nó cũng đang nằm ở những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất là hay. Và với những cái vùng hỗ trợ kỹ thuật rất hay như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta gom dần ở vùng 13.5 đến vùng 14 đối với cổ phiếu TVD, và điểm sâu hơn có thể tính toán ở vùng 13. CST thì chúng ta có thể gom ở quanh vùng 13.7 đến khoảng vùng 14 các anh chị, 13.7 đến 14, và 13.7 điểm sâu này là bao nhiêu? Đúng rồi, 13.7. 13.7, 13.6. 13.7, 13.6. Đó. Nói chung là như vậy, quanh những cái điểm 13.7 đến 14 là các anh chị có thể gom được rồi. Và trong tuần này thì nó chỉ có đến điểm 14, chúng ta phải nâng lên điểm 14.1, 14.2. Mục tiêu thì nó sẽ công 15 và nó bắt đầu xây dựng một cái hình răng cưa ở đây.
Trước khi mà nó hình thành những cái target tiếp theo thì sẽ phân tích ở trong tương lai. TDN ở đây chúng ta có vùng gom, đó là vùng 12, 12.5. Đó, trong phiên giao dịch ngày thứ hai là có luôn vùng 12. Và chúng ta có thể tính toán thêm cả vùng 11.5 nữa. THT, anh chị em có biên 11 đến 11.5. Ở trong tuần này thì gần như không có đến giá, không có giá 11.5. Và chúng ta phải gom lên khoảng bao nhiêu đấy ạ? 11.7 đó, thì cái này thì tùy các anh chị nhá, tùy trên cái diễn biến ở trên chiến trường đó, chứ chúng ta cũng chỉ gọi là áng áng ở quanh quanh một cái vùng tham chiếu nào đó thôi đó. Và trên cơ sở là các anh chị tham khảo những ý kiến của Hùng thì các anh chị có thể cộng trừ thêm một tí chứ không cũng không phải tuyệt đối đó. Ví dụ chúng ta đặt ở vùng 11.7 là ăn này đó, 11.7 ăn. Thì trong ngắn hạn là nó sẽ đánh mục tiêu chúng ta đánh lên 13, xong đó thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ nhả cung, rồi nó sẽ hoàn là hoàn ở đây một hai nhịp nữa trước khi mà chúng ta có một kỳ vọng là đánh lại vùng đỉnh cũ đây là vùng 14 đến khoảng vùng 15. NBC cũng đang hơi phập phù 13.5. Tuần này thì nó có 14.5, tức là đặt mua thì đặt mua quanh 14.5. Còn các cái nhịp chỉnh về quanh biên 13.5, 13.8 là tuần vừa qua là không có mua được. TC6 ở đây có biên hỗ trợ kỹ thuật ở vùng 8 đến vùng 8.3. Tuần này khá là tốt ở quanh vùng 8.7 đó, 8.6, 8.7, 8.8 thì đấy sẽ là những cái vùng kỹ thuật có thể canh gom thêm. Mục tiêu thì đánh về vùng 10, break 10 thì chúng ta sẽ hướng lên vùng 11. 11 đến khoảng vùng 11.5, ngắn hạn thì sẽ như vậy. Và con TC6 này nó đánh cũng rất là nhạy các anh chị, những cái nhịp nó đi khá là nhạy. Nhịp này nó đi từ 6 vùng 18 là cũng 3 lần này. Nhịp này nó đi từ vùng 10 đến vùng 18 là cũng gần một gần 10, từ vùng 10 đến vùng 20 19. 9 trên 10, như vậy là cũng cũng có 10 target bao nhiêu ta? 9 trên 10. Gần 90% đó, vậy thì cũng cũng khá là hay. Nói chung là như vậy, dòng tiền bé bé thì cứ tóm tóm mấy con này thôi, chứ dòng tiền lớn thì họ lại ít đánh những con này. Ở nhóm ngành phân đạm chúng ta sẽ điểm qua nhanh mã cổ phiếu BFC. Thì trong tuần vừa qua BFC cũng đã về đến vùng 21.5, đó là vùng hỗ trợ kỹ thuật. Kháng cự ở đây đó là vùng 24 đến khoảng vùng 25, và trong ngắn hạn thì BFC sẽ đi ở trong cái biên này trước khi nó phát đi những cái tín hiệu kỹ thuật tiếp theo. Đạm Cà Mau ở trong tuần này nó đang về và đang về đến cái vùng dự báo là vùng 30, 30.5. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta sẽ chờ để chúng ta đánh giá thêm cái khả năng tích lũy tạo nền ở vùng này. Trong trường hợp thủng vùng 30 thì nó sẽ hướng đến vùng 25 đến vùng 26. Bắt đáy thì chúng ta bắt chậm thôi. Vùng này chúng ta bắt một nhát này, rồi vùng này nếu có thì chúng ta sẽ bắt tiếp. Trong trường hợp bắt thế thì mọi người bảo hỏi là thế vậy bắt đáy xong mà nó không về đến vùng này thì như nào? Thì trong trường hợp ví dụ như là sau cái bắt xong nó có tín hiệu vượt thoát ở đây là phạm vượt thoát vùng 33.5, như vậy chúng ta sẽ mồi thêm một ít lệnh nữa đó, trong trường hợp mà sóng lên như vậy, rồi sau đó trường hợp nó thoát 35 chúng ta lại mồi thêm một ít nữa, và chúng ta vừa mồi để chúng ta vừa thăm dò thêm cái xu hướng đó, trong cái cách mà chúng ta mua là như vậy, chứ không phải ào ào về đây phát là chúng ta full margin thì chúng ta đóng phát hết hết luôn tiền, hết luôn lệnh, thế là thôi, cổ phiếu tăng cũng không làm được cái gì mà cổ phiếu giảm thì coi như thế là há hốc mồm đấy. Ta lưu ý là như vậy, cách mua là như vậy. Đối với mã cổ phiếu hóa chất, ngành hóa chất thì cũng có đề cập đến hai mã, đó là lát. Thì đối với hiện tại lát ở đây chúng ta đang có một cái vùng kháng cự ở đây, đó là quanh vùng 13.5 và vùng hỗ trợ kỹ thuật 11.5 đến vùng 12 đang tương đối là ok. Nhìn trên góc độ kỹ thuật thì lát đã có một điểm nó đang hình thành ở đây, đó là cái mô hình răng cưa. Thì bao giờ cũng như vậy anh chị, đây cái hình răng cưa, hình xéo khoai ấy, mấy cái ông say rượu ấy là ông hay đi hình xéo khoai này lắm này đó. Rồi, và sau một cái giai đoạn xéo khoai đó thì nó sẽ cho chúng ta một cái tín hiệu kỹ thuật để chúng ta xác định được là tín hiệu đó nó sẽ tích cực lên hay là nó sẽ tiêu cực đi đó. Và cái cách thì cũng bao giờ cũng nếu như chúng ta gom cổ phiếu thì bao giờ cũng sẽ vẽ ra một cái biên như này và đặt đặt chờ ở những cái vùng dưới dưới này, và sau đó về đến cái vùng kháng cự này thì có thể bán, hoặc là về đến vùng kháng cự này không mua nữa. Cách là như vậy để chúng ta, nếu chúng ta có lỗ thì khi mà chúng ta mua ở vùng hỗ trợ ấy, thì cái mức lỗ nó sẽ bé hơn so với việc là chúng ta lỗ ở mua ở vùng kháng cự.
Đó là kinh nghiệm của Hùng. CSV phiên qua tím, phiên này lại quay trở lại test cung 41.5 đến khoảng vùng 42, đó là điểm hỗ trợ kỹ thuật của CSV. Tuần tới thì mua thì mua ở vùng này, xong rồi chúng ta phải phòng dư thêm cái điểm hỗ trợ ở vùng 36.3 đến khoảng vùng 37. Đó, hai cái điểm này thì anh chị em hoàn toàn có thể bắt bắt thăm dò. Vì thế nhóm ngành mía đường thì anh chị em chúng ta lưu ý mã cổ phiếu FPT hiện tại ở lực đánh đang tương đối khá là tốt rồi. Ngắn hạn thì FPT sẽ có kháng cự ở vùng 19. Tuần tới khả năng FPT sẽ có những cái điểm chỉnh cung kỹ thuật. Mục tiêu thì vẫn là công về 19 và nó sẽ có những cái điểm chỉnh lại ở quanh ở đây, đó là biên 17, nó vừa break xong. Đó, tích lũy nền ổn định ở đây rồi thì xu hướng là chúng ta vẫn vẫn có ở đây thôi, vẫn có ở vùng 19 đến vùng 19.5. Có thể tạo lập sẽ kéo vượt thủng vùng 19 một tí, sau đó thì nó sẽ bắt đầu có một cái nhịp chỉnh cung kỹ thuật ở đây. Chúng ta sẽ đánh giá thêm. Đối với LSS ở thời điểm hiện tại cũng khá là ok. Cách đi hình xéo khoai cũng khá là đẹp rồi, đó là ở biên 9 đến khoảng vùng 9.5. Tuần này thì nó đang đóng cửa vùng 9.7, như vậy là khá là tích cực. Đối với LSS thì đây các anh chị, như vậy là khi mà chúng ta phân tích LSS thì cũng có nói rồi, tức là cái giai đoạn mà cổ phiếu mà cái đường MACD nó đâm đầu xuống á, thì bắt đầu cổ phiếu là xu hướng chủ đạo chỉ giảm. Bắt đầu đến hai cái tuần gần đây thì các anh chị nhìn thấy đây, đó là gì ạ? Đường MACD nó bắt đầu hình thành ở chớm chớm lên, và có thể là tuần tới nó bắt đầu nó phi lên như này. Vậy thì khi nó phi lên như này thì ít nhất là chúng ta sẽ dự báo được rằng như vậy nó sẽ bắt đầu một cái lực lực phục hồi. Phục hồi đi xa hay đi gần hay đi đến đâu thì như vậy là chúng ta lại phải phải đánh giá tiếp, chúng ta không thể nói trước được, nhưng ít nhất là chúng ta như vậy là mua ở cái vùng này nó an toàn hơn rồi, đúng không anh chị? Vùng này nó an toàn hơn so với là các anh chị mà táng đầu táng cổ mua ở vùng này. Các anh chị yên tâm là không bao giờ khuyến nghị các anh chị mua ở những cái vùng này hết, không bao giờ luôn. Chỉ có ở những vùng này, mua đến vùng này vẫn còn chết đây, mua 9.5 mà nó nháy xuống về đây về đến 8.5 mà như vậy là còn 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 há mồm ấy. Đó, chưa nói đến là cái câu chuyện là đua 12 mà nó về đến 8. Đó. Vậy thì bây giờ là chúng ta đã bắt đầu hình thành được một cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây, thì đấy sẽ là những cái thời điểm mà các anh chị canh để chúng ta gom ở những vùng đó. Rồi, bây giờ thì cũng sẽ dành thời gian để chúng ta nói về thị trường. Còn tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị quan tâm chưa được phân tích thì các anh chị comment ở dưới dòng thời gian của bản tin, cũng sẽ dành thời gian để chúng ta có thêm những cái trao đổi, có thêm những cái định lượng ở trong cái tuần giao dịch tiếp theo. Ok anh chị, thì đối với bản tin tuần video số 132 thì ông Lê đã có những phân tích và đánh giá khá là chi tiết về cổ phiếu cũng như về thị trường chung, đúng không anh chị? Và thông thường thì sau đó thì Hùng sẽ có thêm tổng kết thêm những cái yếu tố khá là căn bản, gồm có các tín hiệu kỹ thuật của DJI và DJF, sau đó thì tín hiệu của WTI, sau đó thì chúng ta có phân tích thêm cái tín hiệu của thép, của nhóm ngành gỗ và của nhóm ngành than đá, để chúng ta có thể biết thêm được cái xu hướng thị trường. Cùng với đó thì đối với các cái hỗ trợ và kháng cự của thị trường thì cũng có phân tích ở phần cuối của bản tin. Thì trong bản tin tuần video số 132 thì chúng ta có nói đến các cái kháng cự của VN30 và phái sinh, thì chúng ta vẫn lấy vùng 1240, sau đó nó sẽ hướng lên vùng 1250 và vùng 1270. Đối với cái target kháng cự mắc nhất ở trong tuần thì cũng có dự báo lên khoảng quanh vùng 1270. Đó là đối với kháng cự của phái sinh và VN30. Còn đối với chỉ số VN Index thì chúng ta vẫn tiếp tục đánh giá ở cái cụm, đó là cụm 1190 đến 1200, vẫn là cản ngắn. Và khi mà thị trường break được vùng 1200 điểm thì chúng ta sẽ hướng lên cái target kỹ thuật ở vùng 1220 điểm đối với chỉ số VN Index. Đó, thì cái bản tin này được gửi đi, đây là các anh chị, 8 giờ 47 phút ngày 27 tháng 6, đó, tức là thứ hai. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại đối với chỉ số VN Index của chúng ta ở đây, thì chúng ta sẽ nhìn thấy đây. Đối với kháng cự các anh chị có thể nhìn thấy đây, đó là gì? Chúng ta vẫn tiếp tục lấy cái vùng kháng cự đây các anh chị này, đó là vùng 1195-1112 đây. Thì phải đến trong cái phiên giao dịch chiều của ngày thứ hai và đến phiên giao dịch của ngày thứ ba thì chỉ số VN Index của chúng ta mới bắt đầu có tín hiệu break thành công với vùng 1220. Và khi cái tín hiệu 1220 thành công thì
1200 đó, khi break 1200 điểm á thì chúng ta sẽ hướng đến cái target của target tuần của index ở vùng 1220 điểm ở đây các anh chị. Và đây các anh chị nhìn thấy rằng là trong tuần vừa qua thì index của chúng ta đã có 4 lần, 5 lần công về vùng kháng cự 1220 điểm và cả 5 lần đó thì nó đều thất bại. Đó chứng tỏ rằng là vùng 1220 là một vùng kháng cự rất là mạnh về thị trường, đúng không anh chị? Và khi mà chúng ta về với team của Hùng Lê thì sẽ được cập nhật những cái phân tích theo quan điểm của Hùng như vậy, những cái phân tích đó nó khá là sát để giúp cho anh chị em hiểu được rằng à như vậy nếu như nó thị trường nó về đến vùng 1220 điểm rồi thì chúng ta sẽ hạn chế chúng ta gom, đúng không? Bởi vì à ông này ông ấy bảo đấy kháng cự, chắc ông nói vui nhưng mà thôi thì cứ nghe xem là nó đúng hay là nó sai. Đó, cái câu chuyện là phân tích là nó có đúng có sai anh chị, không tuyệt đối được đâu. Tuyệt đối được thì lại thành thánh nhân mất rồi. Nó chỉ tương đối thôi. Đó, và chúng ta cũng đã hình thành được một cái vùng kháng cự ở đây, và các anh chị nhìn thấy rằng là khi cái vùng kháng cự 1220 này nó không bứt được thì nó rất là nguy hiểm đó. Và cùng với thời điểm đó khi mà nó quay lại test ở đây này thì nó có một cái điểm nó là 1207. 1207 của index cực kỳ quan trọng ở đây. Bởi khi nó đã hình thành được hai cái tâm lý mà các anh chị để ý nhá, đây 1 này, 2 này thì sang đến cái điểm này là cái điểm tâm lý rất mạnh luôn. Tức là khi mà nó bị mất cái điểm tâm lý 1276 1207 ở đây thì thôi xong. Tức là lúc đó chúng ta sẽ không còn nói đến cái đoạn sau khi mất nữa, bởi vì đấy là những cái ngưỡng tâm lý, và thông thường sau những cái ngưỡng tâm lý nó mất thì thị trường của chúng ta sẽ có một cái chỉ giảm rất là mạnh mẽ, đúng không anh chị? Đó, còn đối với chỉ số VN30, ok anh chị, thì chúng ta tiếp tục lấy vùng kháng cự 1250 ở đây. Đấy, thì trong cái phiên giao dịch của ngày 28 đúng không ạ, chạm vùng 1250 chỉnh cung, sau đó thì nó công lên được cái vùng kháng cự 1260 và 1270. Tức là đối với target tuần của VN30 là nó hoàn thành vượt chỉ tiêu và nó lên được đến vùng 1275 ở đây là vùng kháng cự, và nó không thể vượt thoát được. Và cùng với cái thời điểm mà index bị phá vùng 1207 thì cái thằng VN30 nó bị phá cái điểm này, cái điểm 1260 1263, biên 1260, biên 1263 đóng vai trò rất là quan trọng. Khi mà nó dâng sóng lên thì nó sẽ có những cái điểm thắt, những cái điểm nút thắt, và khi cái điểm nút thắt này nó bị phá ở đây thì thôi không còn gì nữa, hỏng luôn. Đối với chỉ số phái sinh, chúng ta vẫn lấy vùng kháng cự 1240, thì 1240 đã break được trong phiên giao dịch ngày 27, sau đó thì nó hướng lên kháng cự 1250, và nó sau khi vượt 1250 thì nó lên được vùng 1270, và mắc của cái target phái sinh chỉ đạt được lên đến vùng 1265 trên vùng 12 dự kiến trên vùng 1270 và mắc target ở đây. Và hai lần nó công vùng 1265 bất thành thì trong cái quá trình công đó thì nó sẽ có một cái vùng 1253. 1253 là cái vùng rất là quan trọng ở đây, và khi vùng 1253 này bị phá thì đấy sẽ là một cái tín hiệu kỹ thuật cực kỳ khó khăn đối với thị trường chung. Đó anh chị. Đó. Cùng với đó thì chúng ta cũng có phân tích các cái điểm về mặt hỗ trợ kỹ thuật. Ví dụ chúng ta có nói đến chỉ số index đi, thì chúng ta có nói đến các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật ở đây trong tuần. Đó là vùng 1180, sau đó là vùng index cũng có nói đây xem nào. Hỗ trợ trong tuần thì chúng ta sẽ nói đến đây, hỗ trợ trong tuần index cũ ở 1155. Index kháng cự này cùng cũ với xu hướng hiện tại, index có xu hướng test ở lại ở vùng 1180 và biên sâu hơn sẽ là 1165 đến 1170 đối với chỉ số VN Index. Ok, chúng ta sẽ mở VN Index xem, chúng ta sẽ xem ở đây. Thì chúng ta có nói đến tất nhiên là khi câu chuyện mà index nó bị phá vỡ vùng 1207 đây rồi thì nó sẽ đi về đâu? Đầu tiên là nó sẽ đi về 1285. Sau đó nó sẽ đi về 1185, sau đó thì nó sẽ đi về 1180. Và cuối cùng thì nó sẽ đi về vùng 1170. Và các anh chị nhìn thấy đây là suýt soát index của chúng ta đã đi gần như là tí nữa thôi. Nói chung là nhún tí nữa thì nó coi như là sát chịt cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có thể dự báo rằng là vùng 1165 đến 1170. Ok. Còn đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta sẽ tiếp tục có những cái vùng quanh 1215 đến 1220.
và biên then chốt, tức là những cái gọi là biên, gọi là biên không được phá, không được phá thì ở vùng 1200 1210. Thì đối với phái sinh thì chúng ta và VN30 thì chúng ta thấy rằng là chỉ số VN30 thì nó chỉ về sâu nhất đến vùng 1226 điểm. Đối với chỉ số phái sinh thì nó suýt soát nó về đến vùng 1220. Tức là cái cây nến sâu này là 12 bao nhiêu này? 1226. 1220 không, không phải. Chắc chắn là không phải. Đây. 1221 thì nếu không nhớ không nhầm được suýt soát 1220 mà. Một hai hai một phẩy sáu điểm các anh chị, đó thì nó cũng gần về suýt soát với các cái vùng hỗ trợ kỹ thuật mà chúng ta có dự báo, có phân tích ở 8 tuần. Như vậy thì nó cũng sẽ tương đối thôi, đấy là một cái thuyết tương đối, không thể tuyệt đối được các anh chị nhá. Vậy thì như vậy là trong tuần vừa qua thì nhìn về góc độ cảm xúc thì chúng ta cũng đã có những cái ngày vui, sau đó những cái ngày kỳ vọng, đây là những cái ngày kỳ vọng, hai ngày vui rồi một ngày rưỡi kỳ vọng và một ngày rưỡi là thất vọng, và khoảng 30 phút cuối ngày thì nó lại thắp lên cái ngọn lửa kỳ vọng. Và có một cái điều mà Hùng có đọc một cái bài báo và Hùng đã có chia sẻ lên trên nhóm đây, để xem. Hùng có chia sẻ lên trên nhóm ở đây một cái hình ảnh mà một cái bài báo mà họ viết về một cái chủ đề. Tìm lại hôm nay là 1 2 1 2 5. Hôm nay thì phân tích khá là nhiều các cái tín hiệu về nhóm đó. Thì đến ngày hôm nay này 13:34 thì cũng bắt đầu ngắm phái sinh. Hiện tại phái sinh đang có lực long ở vùng 12, quan sát ngưỡng hỗ trợ này. Hiện tại là phái sinh đang công lại vùng 1230, tức là nó có tia sáng này. Đối với các anh chị mà đang ở vị thế là xem xét là chúng ta phải đóng ngay vị thế sọt phái sinh này, sau đó đảo long test ở vùng 1224 đến vùng 1225. Đó thì tại cái thời điểm đó là những cái tín hiệu rất tức thì đó các anh chị, lúc đó khoảng 13:34 thì cũng đã bắt đầu ngắm thấy ở đây. Nó có những cái tín hiệu kỹ thuật. Đây 13:34 là khoảng cây nến này. 13:15. Đó, 13:20 đây này. Đó tận 13:35 đây. Bắt đầu nhìn thấy những cái tín hiệu kỹ thuật này là rất là ok rồi. Như vậy là khuyến nghị là đóng short này và đảo long ở vùng 1224, 1225 thì cây nến M5 liền sau đó là nó khớp ở vùng 1225 và nó bắt đầu long. Thì đấy là những cái tín hiệu tức thì để giúp cho chúng ta có những cái phân tích, nắm được những cái định lượng ở trong phiên. Đó, và sau đó phân tích VN30 cùng với đó kịch bản rút chân phiên này là khả thi, và xem nhịp trả cung lần 2 thành công, và ví dụ phái sinh thoát 1230, VN30 thoát 1235 và index thoát 1176 thì có thể xác nhận cái tín hiệu rút chân đi lên. Và ông đang chia sẻ một câu chuyện là trong cái thời gian vừa qua thì có một cái bài báo họ viết là tuyệt vọng trong ma trận của chứng khoán, và ở đây nó có đề cập đến là những cái nhà đầu tư mà đầu tư trên thị trường chứng khoán khoảng tầm 20 năm. Nhưng chưa bao giờ là tôi thấy diễn biến thị trường lạ như năm vừa qua và trong cái nhịp vừa qua. Thì đúng thật là thị trường trong cái nhịp vừa qua là nó khó khăn, nó khó khăn chung, và những cái nhịp mà thị trường tăng và những cái nhịp thị trường giảm nó cảm giác như là nó có một cái ma thuật gì đấy mà không ai có thể giải thích được. Nhưng chúng ta nhìn câu chuyện về thị trường giao dịch trong phiên ngày hôm nay. Có những thời điểm VN30 đã mất gần 20 điểm. Tuy nhiên kết phiên thì VN30 lại xanh biêng biếc luôn. Và trong một cái phút chốc ngắn thôi và lực long long liên tục như vậy. Vậy thì ai là người long liên tục như này? Có phải nhỏ lẻ không anh chị? Chúng ta đặt một câu hỏi như vậy. Có phải những cái dòng tiền nhỏ lẻ người ta đứng dậy người ta long không? Ví dụ như là họ điện thoại cho nhau bảo ông Hùng ơi, ông mua cái cổ phiếu này rồi xong ông Hùng này điện thoại cho một cái ông bạn nào đấy bảo chú ơi chú mua cái này đi, rồi cái ông chú đấy bảo thằng Hùng nó bảo mua cái đấy thì mày mua tiếp đi. Có phải như vậy không các anh chị? Không bao giờ có.
Vậy thì ai là người đã xuống tiền để mà kéo chỉ số lên trong những cái phút như thế này? Rồi ai là người đã mồi những cái mồi lửa để đạp thị trường trong những cái phiên đạp như thế này? Tất cả đều là tay to, tất cả đều là những đội nhóm, tất cả đều là cá mập, và những cái con cá mập đấy nó nằm ở trên thị trường ấy. Đó, chúng ta không biết ai cả, chúng ta không hề biết ai cả, nhưng chúng ta phải hiểu rằng trên thị trường luôn có những cái dòng tiền lớn, luôn có những cái dòng tiền lớn đó. Và trong cái thời gian vừa qua là mọi người bảo là làm cho trong sạch thị trường đó, rồi đánh đớm cái gì đó thì Hùng không hiểu đâu. Nói chung là Hùng không có quan tâm đến những câu chuyện đó, nhưng Hùng là người đã đi ở trên thị trường rất lâu rồi thì Hùng hiểu rằng ai là người để có thể, ví dụ trong 3 cái ngày đầu tuần, ai là người có thể kéo được phái sinh đó từ vùng 1240 điểm về vùng 1270 điểm, ok, và ai là người đã đạp phái sinh từ vùng 1270 điểm để đi về vùng 1220 điểm, và cuối cùng ai là người đã kéo phái sinh ở những phút vùng bắt nhịp đó. Ví dụ vậy, ai là người đã thực hiện những cái thương vụ như vậy thì nhỏ lẻ chúng ta không có thực hiện được. Vậy thì cái câu chuyện ở đây là mọi người lại bảo là thế mấy cái thằng tay to ghét thế. Thì chúng ta lại phải hiểu rằng là nếu mà không có những cái thằng tay to thì chúng ta không đánh được. Nhỏ lẻ của chúng ta không bao giờ đủ tiền để chúng ta có thể dựng nên những cái con sóng. Vậy thì chúng ta phải cần rất nhiều tay to. Và càng nhiều tay to ở trên thị trường, với quan điểm của Hùng như vậy, càng nhiều tay to ở trên thị trường thì chúng ta đánh càng sướng. Xin báo cáo với các anh chị như vậy, đừng có diệt tay to. Tay to phải càng nhiều tay to thì chúng ta đánh càng sướng. Sẽ có những con sóng gọi là mạnh mẽ, đó, sẽ có những con sóng rất đẹp để chúng ta đánh. Còn nếu như thị trường chứng khoán nó cứ lững lờ trôi như kiểu dòng sông Hương của Huế thì làm gì có tiền các anh chị? Không có tiền. Đó, mà phải có những tay to, phải có những cái con sóng lớn, phải có những cái sóng thần, phải có những cái người tạo sóng. Rồi sau đó chúng ta mới lướt sóng. Chúng ta là nhà đầu tư nhỏ lẻ, chúng ta phải bơi theo cá mập. Đó là những cái thuật ngữ đấy, là chúng ta phải nhìn thẳng thắn vào sự thật. Đó, chúng ta phải bơi theo xu hướng của thị trường, rồi chúng ta phải bơi theo xu hướng của cổ phiếu. Vậy thì ai là người tạo lập thành cái xu hướng của cổ phiếu đó? Chính là thị trường. Và thị trường là ai? Thị trường là tổng hợp của nhiều dòng tiền. Ở dòng tiền đó là ai? Dòng tiền đó có dòng tiền tay to, tay nhỏ, tay bé, tay vừa. Nhưng để khơi nguồn một con sóng thì sẽ phải cần những cái yếu tố tạo lập rất quan trọng ở ban đầu. Đó, và sau đó nhỏ lẻ chúng ta nhìn thấy như vậy cổ phiếu tăng rồi là chúng ta bắt đầu dồn tiền chúng ta mua. Thế cái thằng hàng xóm nó bảo cái thằng này nó mua rồi, mình cũng mua theo, mình cũng thấy nó tăng rồi. Rồi cái thằng bên cạnh nó như vậy thì dần dần nó tạo thành một cái lực cầu. Và khi mà lực cầu nó lớn lên thì cái lực cung nó sẽ bé đi. Đó, bởi vì là mấy thằng kia nó đang cầm cổ phiếu, nó bảo ôi chết mẹ rồi, sao bọn này nó ăn hết cổ phiếu của mình, vậy thì tội gì mình bán ra. Và khi đó, khi cái lực cung nó lớn hơn lực cầu thì lúc đó cổ phiếu sẽ bắt đầu tăng dần, tăng lên. Đó, ví dụ vậy thì đấy là chúng ta Hùng nói như vậy để các anh chị hiểu được. Và một số các anh chị thì hơi tiêu cực, có nhắn tin Hùng mà bảo là em ơi sao thị trường chứng khoán nó bịp vậy, rồi nó thế này thế kia. Anh không hiểu được là tự dưng nó đang xanh mơn mởn như thế, bỗng dưng tự dưng trong phút 5 phút là tự dưng sàn đồng loạt là thế nào em? Thì cái đấy nó khó hiểu lắm. Và đây là một cái bài báo họ viết rất là hay, Hùng có đọc cái này, người ta có nêu lên 3 cái ý ở đó thì Hùng không có tóm lược lại, nhưng mà rõ ràng một điều là khi chúng ta tham gia thị trường chứng khoán thì chúng ta cũng phải hiểu sâu xa một tí, và chúng ta chấp nhận trên thị trường của chúng ta nó có những cái gì, rồi từ đó chúng ta đi phân tích, từ đó chúng ta đi tổng hợp để chúng ta có những cái góc nhìn tốt hơn, tối ưu hơn. Chúng ta đừng có quá bi quan, cũng như chúng ta đừng có quá là buồn bã, bởi vì là thị trường chứng khoán thì nó sẽ có những cái nhịp tăng và nó sẽ có những cái nhịp giảm, như vậy thôi, đơn giản như vậy. Rồi như vậy thì khi chúng ta đã nắm được những ý đồ như vậy rồi á, thì chúng ta sẽ như vậy là khi nào ông đánh long, khi nào ông đánh short thì chúng ta dựa vào phân tích kỹ thuật để chúng ta dự báo thôi, chúng ta cũng không còn cái cách nào khác, các anh chị đành phải như vậy. Và những cái phân tích dự báo về mặt kỹ thuật của cổ phiếu cũng như thị trường thì nó cũng sẽ cho chúng ta một cái xác suất nhất định nào đó. Và tất cả những cái xác suất đó thì các anh chị cũng đã được kiểm nghiệm qua các cái bản tin mà Hùng Lê phân tích tuần ở trên kênh YouTube. Tất cả nó vẫn sẽ còn lại ở đó. Thì đối với xu hướng thị trường trong tuần mới thì trong những cái phút cuối của thị trường ngày hôm nay thì nó đã có kéo long. Chính vậy nên là theo quan điểm kỹ thuật cùng thì thị trường nó sẽ trả long, trả cái nhịp long này. Thì trả đẹp nó sẽ trả về khoảng quanh 1185 đối với chỉ số VN Index, quanh vùng 1185 đến khoảng vùng 1190.
Và cái điểm trả sâu hơn thì chúng ta có thể sẽ phải tính toán ở khoảng quanh vùng bao nhiêu ta? Hình như mình xóa mất cái đó rồi. 11176 à, 1176, 1176. Tí nữa ông sẽ mở trên cái mốc 1176 này cũng đã có nói rồi, có nói ở trên chart ngày. Nó rất là quan trọng ở vùng 1176 đây. Còn đối với kháng cự của VN Index, chúng ta vẫn tiếp tục lấy ở vùng 1220 điểm làm vùng kháng cự ở trong tuần giao dịch tiếp theo. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta nhìn ở trên góc độ như thế này, tức là VN30 cũng đã có một cái nhịp long ở đây tương đối mạnh. Chính vậy nên là tuần tới thì VN30 sẽ có xu hướng test lại ở vùng 1240 đến biên 1235. Đây là cái biên hỗ trợ kỹ thuật ngắn. Hoặc là 1237, đó 1240 đến khoảng vùng 1237 đúng không? 1237. Đó, sau đó thì nếu mà vùng 1237 mà không giữ được thì chúng ta phải tính toán ở quanh vùng 1230, đó là mốc hỗ trợ kỹ thuật. Trên góc độ kháng cự thì chúng ta vẫn tiếp tục lấy các cái vùng kháng cự, đó là vùng 1260 và vùng sau đó vùng 1270 đến vùng 1275. Ở đây tạm thời chúng ta sẽ lấy biên kháng cự ở trong tuần giao dịch cũ, và trong trường hợp nếu như break được vùng 1275 thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 1195 đến khoảng vùng 1295 đến khoảng vùng 1300 điểm. Đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Theo quan điểm kỹ thuật thì chỉ số phái sinh sẽ quay trở lại test cung kỹ thuật và nó sẽ test lại ở quanh vùng 1235. Điểm sâu hơn sẽ là quanh vùng 1230, và trên cơ sở hai điểm test cung kỹ thuật này thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá về mặt hỗ trợ. Và đối với chỉ số phái sinh và chỉ số VN30 thì chúng ta lưu tâm đến vùng 1215 đến vùng 1220, đó là cái vùng hỗ trợ then chốt của thị trường. Ở trên góc độ tích lũy được thành công ở vùng 1230 thì như vậy là VN30 của chúng ta lại tiếp tục hành trình ba cái mục tiêu mà chúng ta sẽ đặt ra ở đây cho tuần giao dịch mới, đó là vùng 1250, 1260 và 1270, thì cũng sẽ tiếp tục lần lượt phân tích ở trong tuần. Và những cái phân tích đó thì nó sẽ đi khá là sát như thế này. Đó, với những cái phân tích kỹ thuật thì để giúp cho anh chị em của chúng ta có thêm những cái góc nhìn tối ưu hơn, tốt hơn về thị trường, và giúp cho chúng ta có một cái tinh thần ổn định trong cái quá trình thi đấu và trong cái quá trình mua bán ở trên thị trường chứng khoán. Ok, bản tin tuần này đến đây là hết. Hùng Lê xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo.